Ít ai biết rằng thế giới từng tồn tại loài lười đất khổng lồ với kích cỡ lớn hơn cả voi, là tổ tiên của loài lười cây, một loài sinh vật chậm chạp, nhỏ bé và dường như là vô dụng trong thế giới động vật ngày nay. Trong số đầu tiên của sinh vật thời tiền sử này, Unchecked Share sẽ cho các bạn biết về một trong những quái thú sở hữu sức mạnh đáng sợ, là một trong những sinh vật hùng mạnh, to lớn và vô đối nhất trên mặt đất cách đây hơn 1 triệu năm. Megatherium, cỗ máy xay thịt đáng sợ thời tiền sử. Megatherium là một chi lười đất lớn thuộc họ Megatheridae. Cái tên Megatherium của chúng có nghĩa là con quái thú to lớn, từng có mặt phổ biến ở hầu hết các khu vực rừng thưa và đồng cỏ ở Nam Mỹ cách đây tầm 10.000 năm vào thế canh tân và là loài vật ăn lá cây và cỏ. Theo các nhà khoa học, Megatherium được cho là một trong những loài thú to lớn nhất sống trên mặt đất. Trọng lượng khi trưởng thành có thể đạt từ 5 đến 7 tấn, tương đương với loài voi châu Phi. Và khi đứng bằng hai chân thì chúng cao đến 6 mét, cao gấp đôi so với voi châu Phi. Kích thước to lớn và chiều cao khủng của mình cho phép Megatherium có thể dễ dàng kiếm được nguồn lá cây tươi ngon trên các cành cây có kích cỡ trung bình mà một số loài động vật ăn cỏ khác không đủ cao để có thể vươn tới. Hai chân sau to khỏe và chiếc đuôi lớn cứng cáp cũng là một trong những bộ phận quan trọng giúp Megatherium có thể cân bằng cơ thể khi đứng bằng hai chân. Chúng còn có một bộ xương rất khỏe với xương chậu rất lớn. Chiếc lưỡi dài của Megatherium có thể dùng để kéo lá vào miệng, tương tự như ở lười cây hiện đại ngày nay. Cách loài động vật này di chuyển cũng rất kỳ lạ và khá giống với loài thú ăn kiến ngày nay khi di chuyển bằng mặt bên của bàn chân chứ không phải là lòng bàn chân. Cách di chuyển kỳ lạ này là do chân chúng có móng vuốt rất sắc, không thể thu vào như các loài họ mèo. Vì kích thước cơ thể khổng lồ và dù cho có di chuyển rất chậm chạp vụng về thì Megatherium vẫn có rất ít kẻ thù trong tự nhiên. Ngoài ra, chúng còn được trang bị bộ da dày và những móng vuốt cực khủng, sắc bén, có lực đủ mạnh để tát bay đầu bất kỳ một con cọp răng kiếm cổ đại Smilodon nào dám quấy rầy. Tuy nhiên, vì chúng là một sinh vật hiền lành nên rất ít khi dùng bạo lực trừ khi bị dồn vào đường cùng. Những lần Megatherium đụng độ cọp răng kiếm Smilodon có nghĩa là có thể là do Megatherium vô tình xâm phạm địa bàn của Smilodon vì môi trường sống nghèo nàn thức ăn của mình. Megatherium có khả năng sử dụng bộ móng vuốt như các con dao găm cực kỳ sắc bén. Chỉ cần một cái gạt tay, Megatherium có thể chém bay đầu một con người chỉ trong tích tắc. Và như đã nói ở phần trước, chúng không chịu khuất phục những kẻ săn mồi khét tiếng, bạo ngược và hung dữ như hổ răng kiếm Smilodon. Hơn nữa, bộ vuốt sắc và dài của Megatherium như những con dao găm cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một cú vả của nó đúng chỗ hiểm của Megatherium cũng có thể cướp đi mạng sống của hổ răng kiếm khổng lồ. Tuy vậy, Megatherium không khoái những màn đụng độ tanh mùi máu. Nếu không gặp phải kẻ thù có ý định xấu, loài động vật này sẽ không ra tay. Năm 1796, Đại tá John Stewart gửi tới Thomas Jefferson, khi đó là Phó Tổng thống Mỹ, một vài mẫu xương hóa thạch, bao gồm cả một bộ móng vuốt lớn. Các hóa thạch này được tìm thấy trong hang động ở West Virginia. Jefferson mô tả những mảnh xương này cho thấy một sinh vật ăn thịt lớn hơn cả sư tử. Ông nói rằng, tôi có thể gọi nó với tên móng vuốt vĩ đại hoặc đơn giản hơn là Megalonyx. Đến khi có một cuộc trưng bày hóa thạch lười đất khổng lồ ở Madrid, Tây Ban Nha, Jefferson nhận ra rằng sinh vật mình từng phát hiện không phải là họ mèo mà thuộc về lười đất. Gần 200 năm sau, hai nhà khoa học Richard Farina và Ernesto Blanco công bố nghiên cứu cho rằng lười đất Megatherium cũng biết ăn thịt. Chi tiết những nghiên cứu của họ như sau. Farina và Blanco tập trung vào cách Megatherium sử dụng cánh tay. Hai nhà khoa học phát hiện cánh tay của Megatherium phù hợp để đâm hoặc chém hơn là dùng sức mạnh bẻ cành cây. Nghiên cứu kết luận rằng Megatherium rất biết cách dùng cánh tay và móng vuốt của mình để đâm hoặc vả kẻ thù. Chúng biết dùng tay chiến đấu với những đồng loại khác để tranh giành lãnh thổ. Megatherium biết lật loài thú có mai là Glyptodon để ăn lấy phần dinh dưỡng và biết dùng móng vuốt rạch lấy thịt từ xác những con vật khi đang phân hủy. Hai nhà khoa học cũng đồng tình rằng Megatherium không phải là kẻ săn mồi đáng gờm mà giống như kẻ săn mồi cơ hội. Trong môi trường khan hiếm thực vật,
Megatherium chuyển sang ăn thịt. Chúng biết tận dụng kích thước khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn để cướp mồi từ những loài thú ăn thịt, ví dụ như hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm là loài thú săn mồi tiền sử khét tiếng, nhưng vì có trọng lượng chỉ khoảng 400 kg, nếu Megatherium muốn cướp mồi, hổ răng kiếm chỉ còn biết chấp nhận. Các nhà khoa học tin rằng sự tuyệt chủng của loài lưới đất khổng lồ này vào sau kỷ băng hà cuối cùng là do loài người cổ đại. Họ đã săn bắt, giết chóc và dần cướp mất môi trường sống của loài động vật khổng lồ hiền lành này. Nói chúng bị tuyệt chủng thì cũng không hoàn toàn chính xác, khi một giả thuyết khác đặt ra là chúng đã tiến hóa để thích nghi. Vào Thế Thượng Tân, hàng loạt các loài thú lớn ở Nam Mỹ lần lượt tuyệt chủng thì loài lưới đất Megatherium gần như không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục phát triển rộng rãi. Sau một thời gian thì một quần thể loài này đã di cư về phía Bắc và vẫn phát triển mạnh đến sau Thế Canh Tân. Còn quần thể ở phía Nam thì vẫn còn sống khỏe vào khoảng 10.000 năm trước và đã dần tiến hóa thành loài lưới cây ngày nay. Và mặc dù đã được các nhà khoa học xác định là đã không còn tồn tại trên thế giới nữa, nhiều người tin rằng đâu đó trong cánh rừng Amazon đầy bí ẩn của vùng đất Nam Mỹ ngày nay, loài Megatherium vẫn còn sống sót. Các thổ dân da đỏ ở Amazon vẫn truyền tay nhau những câu chuyện về một con quái vật lông lá khổng lồ, đi bằng hai chân như người, thi thoảng lại cất tiếng hú rợn người. Họ gọi chúng là Mapinguari, có nghĩa là kẻ trông coi rừng già. Các nhà thám hiểm đã ghi lại được cả ngàn cuộc chạm trán của thợ săn với quái vật lông lá này. Nhiều hình vẽ đã được phác họa theo mô tả từ nhiều bộ lạc, thổ dân sống khắp vùng Amazon và điều đáng ngạc nhiên là đều cho một kết quả giống nhau với hình dạng của loài lưới đất mà các nhà khoa học đã dựng lại từ những hóa thạch của chúng. Megatherium là một loài rất đặc biệt bởi chúng không tuyệt chủng mà tiến hóa để thích nghi. Hiện nay chúng ta chỉ còn có thể thấy được hậu duệ của Megatherium mà thôi, đó chính là loài lười và loài thú ăn kiến. Nhưng những nghiên cứu về loài này vẫn còn đó và vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Vậy là video đầu tiên của series Sinh vật thời tiền sử đã khép lại. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa nhé. Mà các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại! Lời nói đầu tiên, mình xin cảm ơn hơn 1.000 anh em đã subscribe theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Đây là động lực để Untech Share xuất bản được nhiều video hay hơn trong thời gian sắp tới, phục vụ các bạn. Xin cảm ơn. Bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu video ngày hôm nay nhé! Đây là một loài thằn lằn biển ăn thịt lớn liên quan chặt chẽ với thằn lằn hiện đại và rắn, là một trong những loài thượng long lớn nhất thế giới. Dù cho chỉ nặng có 10 tấn, nhẹ cân hơn rất nhiều so với đa số các loài quái vật biển khác, nhưng chính trọng lượng nhỏ của nó đã làm nên sự khác biệt, là nỗi khiếp sợ của đại dương cách đây hơn 70 triệu năm. Chỉ xếp sau Megalodon và Mosasaurus, đây chính là Tylosaurus, siêu sát thủ đại dương thời tiền sử. Xem cá mập chỉ là thực đơn. Tylosaurus là một con mosasaur, là một loài bò sát biển săn mồi lớn có quan hệ gần gũi với thằn lằn hiện đại và rắn. Tylosaurus có kích thước rất lớn, dài từ 13 đến 14 mét, còn to nhất có thể nặng từ 20 đến 30 tấn theo số liệu của trang Wikipedia. Vì vậy nên Tylosaurus được xếp vào một trong số những mosasaur lớn nhất sống vào kỷ phần trắng muộn hay cuối kỷ Creta. Nó cạnh tranh kích thước với hai loài khác là Mosasaurus và Hinosaurus. Chẳng những sở hữu kích thước to lớn, Tylosaurus còn có sự tiến hóa về cấu trúc cơ thể, giúp bơi lội được bằng đuôi thay vì chân trèo như mosasaur thông thường. Ngay cả ở phần đuôi, Tylosaurus cũng có cấu tạo giúp tối đa hóa khả năng lẫn tốc độ di chuyển dưới nước. Đuôi của nó có hình chữ V được tạo thành từ hơn 80 đốt sống. Tylosaurus là kẻ săn mồi đáng sợ nhất của các đại dương cổ đại, sẵn sàng tóm gọn và kết liễu bất cứ sinh vật nào nhỏ hơn bơi ngang qua hàm răng của mình. Con quái vật này sở hữu một hàm răng sắc hình nón được xếp dọc thành hai hàng,
nó xác định vị trí của con mồi dựa vào mõm khi con mồi đã sa vào tầm với của hàm răng nguy hiểm mà Tylosaurus sở hữu, nó sẽ bị nuốt chửng. Con quái vật sẽ mở rộng miệng, ngụm một ngụm nước thật lớn, hai hàm răng khép kín không cho con mồi tìm được lối thoát. Vào năm 1991, các nhà khảo cổ học tìm thấy phần mõm, hộp sọ và hàm trên của một sinh vật chưa được xác định rõ ở Smoky Hilltop, Kansas, Mỹ. Vào thời điểm đó, với việc công nghệ hỗ trợ còn gặp rất nhiều hạn chế, các nhà khoa học ban đầu xác định đó là Platycarpus, cũng thuộc loài thần lằn biển thuộc họ Mosasaur. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng con thủy quái này thực chất là một con Tylosaurus họ hàng của Mosasaur. Theo thông tin từ các nhà khoa học cho biết, thì bộ ký tự chuẩn đoán FHSMVP14845 nhận dạng hóa thạch sau nhiều năm nghiên cứu mới chỉ ra được đó thực chất là một con Tylosaurus. Tylosaurus có thể được xem là bạo chúa của đại dương khi có tốc độ bơi lên tới 50 km/h và cũng vì đó mà nó có thân hình thuôn dài, dễ lẩn trốn khỏi những kẻ thù khổng lồ. Tylosaurus sở hữu bộ hàm lớn và răng rất khỏe, phần xương nhô ra ngay trước mõm để tập trung toàn bộ lực đâm vào đối thủ. Chúng còn có thể nghe rất thính nhờ cấu tạo đặc biệt của hộp sọ. Tylosaurus tiến hóa trở nên lớn hơn, dài từ 14 đến 15 mét với trọng lượng hơn 10 tấn và nó làm cho các đối thủ của nó ít dần rồi rơi vào tình trạng tuyệt chủng. Đây là đoạn giải thích vì sao mở đầu video tôi đã nói rằng nó nặng 10 tấn nhưng một lúc sau lại nói rằng nó nặng từ 20 đến 30 tấn là vậy. Nếu ở trên cạn, loài Tyrannosaurus được mệnh danh là kẻ săn mồi trên cạn của kỷ phấn trắng, thì ở các vùng biển cuối của kỷ phấn trắng, nó thuộc sự quản lý của Tylosaurus. Đặc biệt, ở khu vực Western Interior Seaway từng nhấn chìm vùng trung tâm Hoa Kỳ và Canada ngày nay. Kích thước đồ sộ của Tylosaurus khiến nó gần như là đạt được vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn và có thể là không có loài sinh vật nào khác thoát khỏi thực đơn của nó, đặc biệt là cá mập. Vì từ các hóa thạch cổ, người ta đã tìm thấy trong dạ dày của Tylosaurus những loài rất phổ biến như cá, cá mập, các loài chim không biết bay như Hesperornis, các loài bò sát cỡ lớn của đại dương như Plesiosaur và thậm chí là những loài thuộc họ Mosasaur khác. Ngoài ra, cũng có những giả thuyết cho rằng Tylosaurus cũng ăn khủng long trên cạn, một mẫu vật có tên Tokhina Mountain Hadrosaur từ thành hệ địa chất Matanuska tại Alaska đã bao gồm những khúc xương của loài Hadrosaur, một loài khủng long trên cạn, có đầy các dấu vết khá tương đồng về kích thước cũng như sự sắp xếp răng của loài Tylosaurus. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra giả thuyết rằng Tylosaurus ăn thịt khủng long có lẽ là một trường hợp nhặt xác, có thể con quái vật đại dương này đã tìm được xác của một con khủng long đuối nước bị cuốn ra biển. Khi động vật chết, cơ thể phân hủy của chúng sẽ sản sinh ra khí ga, khiến xác chết của chúng nổi lên trên mặt nước. Vì thế, loài Mosasaur thường cắn vào những cái xác để khí thoát ra rồi mới ăn thịt. Trong quá trình đi săn của mình, Tylosaurus lựa chọn các con mồi như cá mập hoặc những loài Mosasaur có lẽ còn bắt nguồn từ việc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh thức ăn trong khu vực sống của mình. Khi thế giới còn bao trùm bởi đại dương mênh mông, Tylosaurus được liệt vào top đầu những quái thú săn mồi thời bấy giờ. Nhóm thợ mỏ đang khai thác đá hoa cúc bất ngờ phát hiện phần xương hóa thạch của Tylosaurus. Nghĩ rằng phát hiện này khá đặc biệt, nhóm thợ mỏ gọi cho Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Úc để kiểm tra các mẫu vật hóa thạch. Các nhà cổ sinh vật học đã đưa phần xương hóa thạch về bảo tàng để nghiên cứu. Trong đó, Dan Spivak, một nhà nghiên cứu tại Viện Bảo tàng cho rằng Tylosaurus trông giống như một con rồng Komodo biết bơi vậy, chỉ khác biệt một chút ở chỗ phần mũi mà thôi. Hộp sọ của nó dài khoảng 1 mét, gắn với cặp hàm đầy răng sắc nhọn. Spivak còn cho biết thêm, ngày nay chưa có loài thú săn mồi nào có khả năng đỉnh cao như loài Tylosaurus. Loài quái vật biển khổng lồ thậm chí còn từng được đưa vào bộ phim nổi tiếng của Hollywood là Thế giới khủng long, Jurassic World. Nhưng ông Spivak lại không đồng tình với việc kích thước của Tylosaurus bị phóng đại quá mức trên phim ảnh. Nguyên văn của ông như sau. Con Tylosaurus xuất hiện trong phim thực sự quá lớn. Những bộ phim thường có xu hướng phóng đại kích thước thực tế của loài quái vật thời tiền sử.
thực tế chúng không phát triển lớn đến vậy. Vừa rồi là những thông tin về loài thượng long Tylosaurus, kẻ mang danh siêu sát thủ đại dương thời tiền sử, một loài mà chỉ xem cá mập là một phần của thực đơn trong bữa ăn thịnh soạn của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn 1.000 bạn đã ấn đăng ký theo dõi kênh. Đây sẽ là nguồn động lực để Uncheck Share biên tập những video hay hơn trong tương lai để phục vụ các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích và có thể để lại một like, chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa, các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm với những loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình hơn nữa thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại! Trái đất cách đây khoảng 33,9 tới 23 triệu năm trước là giai đoạn của thế Oligocene hay thế Tiệm Tân, là thế thứ 3 và cũng là cuối cùng thuộc kỷ Paleogene. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện một loài động vật thuộc nhóm các loài săn mồi hung tợn bậc nhất địa cầu, là kẻ đánh dấu cho thời kỳ hoàng kim của loài lợn, thời kỳ mà anh em nhà lợn có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ thống trị trái đất. Không để các bạn chờ lâu nữa, nhân vật chính của video hôm nay là Entelodon, lợn trâu sát thủ, tổ tiên của loài lợn. Lợn trâu, với tên khoa học là Entelodon hay còn gọi là lợn sát thủ, là một họ lợn đã tuyệt chủng từ thời kỳ tiền sử. Chúng là động vật ăn tạp và là loài đặc hữu của những khu rừng và đồng bằng Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á từ cuối kỷ Paleocene đến thế Miocene, đến sớm cách đây khoảng 21 triệu năm. Chúng là một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử. Entelodon theo tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là hàm răng hoàn chỉnh, và chúng chính là tổ tiên của loài lợn hiện nay. Chúng là loài động vật cực kỳ hung dữ, có thân hình nửa giống lợn, nửa giống trâu. Tuy cao trên 2 mét và nặng tới hàng tấn, trong các hóa thạch của các nhà khoa học tìm được, có dấu vết của những vết thương trên sọ, cho thấy loài thú này thường xuyên tấn công lẫn nhau để tranh giành địa phận hoặc con cái. Nhìn chung, bề ngoài của chúng giống như một con quái vật, nửa lợn, nửa trâu và đặc biệt là cực kỳ hung hăng. Lợn trâu Entelodon là một nhóm đã tuyệt chủng chứ không phải lợn giống như động vật có vú ăn tạp với các cơ quan cồng kềnh nhưng ngắn, đôi chân thon thả và mõm dài. Lớn nhất là nhóm lợn Bắc Mỹ Daeodon và nhóm châu Âu Paraentelodon với chiều cao lên đến 2,1 mét tính đến vai với bộ não có kích thước của một quả cam. Một mẫu vật duy nhất được ghi bởi Mendoza, Janis và Palmvis cho khối cơ thể được ước tính có trọng lượng 421 kg. Lợn trâu Entelodon có đầy đủ một bộ răng, bao gồm cả răng nanh lớn, răng cửa, răng hàm và chúng tương đối đơn giản nhưng mạnh mẽ. Bộ răng sắc nhọn là vũ khí để chúng cảnh báo kẻ thù tránh xa bữa ăn của mình. Giống như nhiều động vật khác, chúng có móng vuốt với hai ngón chân chạm đất, còn lại hai là tàn tích. Đặc điểm phân biệt của loài động vật này không phải là nặng nề mà là cục xương ở hai bên đầu chúng tương tự như một con heo rừng. Một số có thể có điểm gắn được để hỗ trợ cho cơ hàm mạnh mẽ hơn, nhưng một số lớn khác hơn ở con đực cho thấy chúng có thể chiến đấu để tranh giành con cái. Tuy nhiên, với bản tính hung dữ và thường đi săn theo đàn nên chúng vẫn là nỗi khiếp đảm của các loài động vật trên cạn. Theo các nhà nghiên cứu sinh vật học cổ đại, Entelodon bị tuyệt chủng cách đây khoảng 9 triệu năm. Entelodon sống trong những khu rừng và đồng bằng, nơi chúng là những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trong kỷ Miocene của Bắc Mỹ và tới kỷ Oligocene. Chúng có thể săn bắt động vật lớn giống như những loài bò Eporeodon lớn và lạc đà thời tiền sử cỡ bằng con cừu Poprotherium wilsoni. Chúng kết liễu con mồi với một vết cắn từ cặp hàm mạnh mẽ của chính mình. Một số hóa thạch của các loài động vật khác khi được tìm thấy, các nhà khoa học nhận ra rằng có những vết cắn của Entelodon ở đó, giống như những con lợn hiện đại. Chúng là động vật ăn tạp, ăn cả thịt và thực vật.
nhưng sự thích nghi của chúng cho thấy một xu hướng thiên về con mồi sống và thúi giữa. Một số khác thậm chí còn tích trữ thức ăn, giống như chi khác của Entelodon là Archaetherium đã được phát hiện, ở đó chứa rất nhiều xương của lạc đà. Entelodon còn có một chi khác là Deodon, sống ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 23 đến 20 triệu năm trước. Nếu Entelodon khiến người ta phải kinh ngạc vì trọng lượng lẫn hình dạng thì Deodon làm không ít người khiếp sợ. Đầu của một con Deodon có thể chiếm tới 35-40% trọng lượng cơ thể. Với bộ răng sắc nhọn, nó đủ sức cắn xé đến tận xương đối thủ của mình. Theo các nhà khảo cổ học, Entelodon đã để lại những vết cắn rất ấn tượng trên hộp sọ của nhiều loại động vật. Điều này có nghĩa rằng chúng đã sử dụng sức mạnh vượt trội của mình để nghiền đầu con mồi. Điểm chung duy nhất mà Entelodon có với loài lợn hiện đại chính là tập tính nhặt rác, ăn tạp. Chúng ăn bất cứ thứ gì tìm được, bao gồm lá, quả hoặc thịt và trứng của các loài động vật khác. Với kích thước khổng lồ và hàm răng đáng sợ, loài lợn địa ngục Entelodon gần như trở thành bá chủ trong thời đại mà chúng sống. Chúng không gặp phải bất kỳ mối đe dọa đáng sợ nào từ các loài động vật khác. Tuy nhiên, theo các bằng chứng khảo cổ học tìm thấy, trên các khóa thạch xương vẫn còn lưu lại những vết sẹo lớn, sâu hàng cm, cho thấy rằng loài lợn này thường có các cuộc xung đột giữa các cá thể trong đàn với nhau. Những con Entelodon cuối cùng đã chết cách đây khoảng 16 triệu năm. Không ai biết tại sao chúng bị tuyệt chủng, nhưng sự phát triển của các loài động vật săn mồi có vú mới như chó gấu đã tuyệt chủng có thể sẽ liên quan đến nó. Một video nữa về một loài sinh vật khiến các bạn phải bất ngờ khi chúng là tổ tiên hung tợn của loài động vật mà ngày nay đã trở thành nguồn thực phẩm dồi dào dinh dưỡng cho con người chúng ta. Đúng là ai cũng đều có giây phút huy hoàng của mình, chỉ có mình Untreated Team là chưa có. Hy vọng giây phút ấy sẽ đến trong tương lai gần khi càng nhiều các bạn bấm like, bấm subscribe và chia sẻ video của chúng mình đến nhiều người hơn nữa nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả video dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Trái đất cổ đại có rất nhiều sinh vật tồn tại, rất nhiều sinh vật huyền bí và khổng lồ. Chúng xuất hiện, tiến hóa và thống trị rồi tuyệt chủng. Thông qua hóa thạch, chúng ta đã có thể mô phỏng được hình dáng và kích thước thực của chúng. Và một trong số rất nhiều loài sinh vật đó là Glyptodon, một chi sinh vật đặc biệt đã lang thang kiếm ăn cách đây từ 5,3 triệu đến 11.700 năm, ở nơi mà ngày nay là Bắc và Nam Mỹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử, Glyptodon, tòa lâu đài di động đến từ kỷ Neogen. Những gì chúng ta biết. Glyptodon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc, là một chi động vật có vú lớn được bọc thép của họ Glyptodontinae, sống ở thế canh tân thuộc kỷ Neogen. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta gọi là thời kỳ đồ đá của loài người. Glyptodon có kích thước và trọng lượng ngang với một chiếc xe hơi 4 chỗ. Do sự hợp nhất giữa các đốt sống, mai và đầu khiến chúng chỉ có thể kiếm ăn dưới đất mà thôi, và chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của nó, chắc chắn các bạn có thể đoán ngay được nó là loài ăn thực vật. Glyptodon có 13 đốt sống liên tiếp, 4 trong số 13 đốt sống trước rất gần nhau, gần đến mức hầu như không thấy rõ. Càng về phía sau, các đốt sống càng trở nên xa nhau hơn rất rõ, cơ hàm của chúng rất khỏe. Nhưng bù lại, thị lực của chúng lại rất yếu, thậm chí chúng còn bị mù màu, tầm nhìn thấp trong điều kiện ánh sáng mờ và mù trong điều kiện ánh sáng mạnh. Nơi sống của chúng là các khu vực có rừng, rừng phụ, ấm áp và ẩm ướt, hang động, trong khi một số khác phổ biến hơn quen với các khu vực mở, lạnh, nơi đồng cỏ. Hình ảnh của Glyptodon giống như một con rùa khổng lồ vậy, chỉ có điều nó có vành tai. Và sẵn nói luôn, nó không phải thuộc loài rùa đâu, mà là thuộc họ hàng của con Tatu. Con Tatu khá nhỏ, chỉ ở kích thước trung bình thôi, khác với người anh em khổng lồ của nó. Phát hiện đầu tiên.
Mặc dù có rất nhiều nguồn tin cho rằng Darwin là người tìm thấy hóa thạch của Glyptodon đầu tiên, nhưng lần đầu tiên Glyptodon được nhắc đến là ở châu Âu vào những năm 1823, bởi phiên bản đầu tiên của bộ sách Ossian Fossil của tác giả Cuvier. Glyptodon lúc này chưa có tên gọi chính thức, đã được đề cập ngắn gọn trong một lá thư từ Damaso Antonio Larranaga. Anh ta đã tìm thấy một cái xương đùi, nó nặng khoảng 7 pounds và có thể rộng từ 6 đến 8 inch. Vào thời điểm đó, phát hiện này được cho là thuộc về một con Megatherium, loài lười mặt đất khổng lồ. Chúng mình cũng đã có một video nói về loài này, các bạn có thể tìm xem ở lại trên kênh nhé. 4 năm sau, có một người tên Cello đã tìm thấy một số tấm carapace trong lớp đất sét ở độ sâu gần 1 mét thuộc Uruguay. Phát hiện đó chỉ khiến các giáo sư càng chắc chắn hơn rằng những gì họ khám phá được là của loài Megatherium. Vì xương của con lười khổng lồ này, thời tiền sử thường được tìm thấy trong điều kiện tương tự và Cuvier đã nói rằng chi này đã bị phá hủy. Nhưng cũng có một số người tin rằng bộ giáp giống như của Armadillo, loài thú có mai hiện đại. Mãi đến khi giáo sư Edward Joseph Deonton viết hồi ký cho học viên Berlin vào năm 1833, so sánh những điểm tương đồng cực đoan của những hóa thạch bí ẩn này với Armadillo, thế giới khoa học mới nghiêm túc xem xét rằng những mảnh xương và mảnh xương khác có thể thuộc về ở một số phiên bản tiền sử của Dasypus. Deonton kết luận rằng hóa thạch thuộc về một số phiên bản tiền sử của một Armadillo. Tuy nhiên, vì một bộ xương đầy đủ không có sẵn tại thời điểm đó, ông nói rằng ý tưởng của ông không được kết luận. Cho đến năm 1837, học giả Lund đã tìm ra chủ nhân của những mảnh hóa thạch áo giáp được tìm thấy ở Nam Mỹ. Sau đó, nhiều học giả đã mô tả loài động vật này, họ sử dụng các tên gọi khác nhau, bao gồm Hoplophorus, Chlamydotherium, Stitoplerion, nhưng không có cái nào trở thành tên khoa học chính thức. Cái tên Glyptodon. Có thể nói, để trải qua rất nhiều thời gian và rất nhiều khó khăn thì mới có thể có được cái tên Glyptodon như chúng ta biết hiện tại. Năm 1838, giáo sư Brown đã xuất bản ấn phẩm thứ hai của cuốn sách Lathea Geosnotica. Trong cuốn sách, ông đã có một đề xuất cho chim mới được gọi là Chlamydotherium. Giám đốc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Dijon vào thời điểm đó là Nodot đã đặt tên cho chi này là Skittoplerion. Cuối cùng, nó đã được đặt một cái tên duy nhất khi học giả người Anh Richard Owen nhận thấy sự tương đồng của các giống mà các đồng nghiệp của ông đã mô tả trong các ấn phẩm của họ. Owen nhận ra tất cả chúng đều giống nhau từ các mô tả, từ thân răng đến cấu trúc răng. Ông quyết định lựa chọn cái tên Glyptodon, có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc. Sau khi thống nhất tên của chi này, Owen tiếp tục nghiên cứu về phân loại của nó. Năm 1845, sau khi phân tích hóa thạch của các loài cùng chi, ông đã đặt tên cho 4 loài của chi này: Glyptodon clavi, Glyptodon reticulatus, Glyptodon onatus và Glyptodon tuberculatus. Tòa lâu đài di động. Thông qua những nghiên cứu, giới cổ sinh vật học cho rằng Glyptodon là loài động vật có vú, có ngoại hình kỳ lạ và chúng không giống với bất kỳ sinh vật nào trên thế giới ngày nay. Glyptodon rất lớn, với chiều dài từ đầu đến đuôi lên tới 3,3m, vỏ cao tới 1,5m và nặng tới gần 2 tấn. Loài động vật này có đầu rộng và cao, ngoài ra chúng còn có một chiếc mũi dài và mềm ở phía trước miệng. Hai hàng răng hàm trong miệng của Glyptodon được sử dụng để cắt và nhai thực vật. Từ cấu trúc của hộp sọ, Glyptodon có thể thấy hàm của nó được kết nối với các cơ lớn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có lực cắn rất mạnh. Loài động vật này còn sở hữu một đôi mắt nhỏ trên đỉnh đầu, nhưng vì chúng có sức mạnh phòng thủ hoàn hảo từ bộ giáp nên tầm nhìn của chúng cũng chỉ ở mức trung bình. Cơ thể của Glyptodon được bao bọc trong một bộ giáp xương sẩu. Các chi của nó ngắn và cứng cáp, có móng vuốt ở chi trước và chi sau. Do đó, Glyptodon có một cơ thể rất nặng nề và không thể chạy. Chúng chỉ có thể di chuyển chậm từng bước. Phía sau cơ thể của Glyptodon là một chiếc đuôi rất ngắn. Chiếc đuôi này giống như một quả thông thuôn dài được cấu tạo bởi các vảy và mấu gai. Có thể nói, Glyptodon là bậc thầy phòng thủ trong thế giới hoang dã, được cấu tạo bởi 1.000 mảnh giáp xương dày 2,5cm và nặng 400kg, tương đương với 1/5 trọng lượng cơ thể của nó. Hình dạng của mỗi mảnh áo giáp trên vỏ của Glyptodon là hình lục giác và những mảnh giáp này được ghép với nhau bởi các mắt xích như các mảnh của tranh ghép và không thể phá vỡ. Sự
sự biến mất. Họ Glyptodon đã xuất hiện ở Nam Mỹ cách đây 20 triệu năm. Glyptodon là loài động vật ăn cỏ ngoan ngoãn và chậm chạp, chủ yếu sống gần sông và ăn các loại thực vật mọc ở đây. Thế nhưng sự xuất hiện của những cầu nối trên đất liền giữa Bắc và Nam Mỹ đã khiến cho nhiều loài động vật di cư trên quy mô lớn giữa hai lục địa. Các loài động vật ăn thịt của Bắc Mỹ đã càn quét các cộng đồng động vật nguyên thủy ở Nam Mỹ và gây ra sự tuyệt chủng của nhiều loài. Trong tác động lớn này, Glyptodon gần như không bị ảnh hưởng và đã sống sót thành công nhờ khả năng phòng thủ hoàn hảo của nó. Thậm chí chúng còn di cư ngược lại về phía Bắc. Là một loài động vật bản địa của Nam Mỹ, Glyptodon đã từng phải đối mặt với nhiều loại động vật mới và mới đến. Nhưng cách đây 10.000 năm, sự xuất hiện của con người đã đánh dấu một thảm họa xảy ra với loài này. Trong mắt các loài động vật khác, Glyptodon có thể là một lâu đài di động không thể phá hủy, nhưng trong mắt con người, Glyptodon chỉ là một loại thức ăn khác. Sở hữu trí tuệ nhanh nhạy mà thiên nhiên đã ban tặng, con người đã sử dụng giáo để tấn công của Glyptodon hoặc lùa nó vào lớp bùn để chúng không thể di chuyển và cố gắng lật ngược nó. Ngoài thịt, vỏ của Glyptodon cũng trở thành một thứ hữu ích trong mắt con người sẽ dùng vỏ của nó làm lá chắn hoặc thậm chí để xây nhà. Dưới sự săn lùng của con người, những con Glyptodon cuối cùng đã tuyệt chủng cách đây 4.000 năm. Những quan điểm trước đây cho rằng loài này tuyệt chủng cách đây 10.000 năm, nhưng những di tích khảo cổ mới đã tìm được ở Argentina chứng minh rằng loài Glyptodon mới chỉ tuyệt chủng cách đây 4.000 năm. So với những loài động vật khổng lồ Nam Mỹ khác đã biến mất, có thể coi Glyptodon có tuổi thọ khá cao. Vừa rồi là video về Glyptodon, một loài sinh vật sống ở kỷ Neogen và được ví như tòa lâu đài di động với chiếc mai độc đáo của mình. Các bạn thấy sao về Glyptodon? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Nếu các bạn thấy thích video này, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại! Arctodus không phải là cái tên quá nổi tiếng và chắc hẳn một số các bạn đang xem video này cũng chưa từng nghe qua. Nhưng thật ra, loài gấu này xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông những năm về trước với cái tên thân thuộc hơn, đó là gấu mặt ngắn. Đây là loài vật mà ở thời tiền sử đã khiến tổ tiên của chúng ta phải nằm chung số phận tương tự như nhiều loài động vật cỡ trung bình và nhỏ khác, đều là con mồi cho những kẻ săn mồi của những kẻ khát máu này. Nhưng tiếc thay, vào thời điểm hiện tại, những hậu duệ ít ỏi còn sót lại của chúng lại đang được bảo vệ bởi chính con người, những sinh vật mà ngày trước bị chúng săn lùng. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử, số nói về Arctodus, gã gấu mặt ngắn to xác nhất từng tồn tại trên trái đất. Tổ tiên loài gấu mặt ngắn. Gấu mặt ngắn khổng lồ hay gấu Arctodus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là gấu răng, là loài gấu đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian thế Pleistocene, kỷ băng hà có niên đại cách đây 3 triệu đến 11.000 năm trước đây. Đây là loài động vật có vú trên cạn ăn thịt lớn nhất trên trái đất từng được biết đến. Chúng sống ở Bắc Mỹ, nhiều nhất là ở khu vực bờ Tây Hoa Kỳ ngày nay. Đầu của Arctodus giống với gấu xám Bắc Mỹ ngày nay nhưng to lớn hơn bất kỳ loài gấu nào khác. Gấu mặt ngắn khổng lồ thuộc phân họ Tremactini, những loài gấu được tìm thấy ở khắp châu Âu và châu Mỹ. Những thành viên đầu tiên của phân họ này là loài gấu Pleonactus thuộc chi Pleonactus sống tại các bang Indiana và Tennessee ngày nay, ở thế trung tân thuộc kỷ Neogen cách đây khoảng 10 triệu năm. Arctodus được coi là tổ tiên của gấu mặt ngắn khổng lồ và gấu mặt ngắn Andes và gấu hang Florida ngày nay. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chính xác lịch sử ban đầu của loài gấu mặt ngắn khổng lồ này, nhưng chúng đã sinh sống trên lục địa Bắc Mỹ cách đây khoảng 800.000 năm. Một chi gấu Nam Mỹ đã tuyệt chủng, Arctotherium được coi là một họ hàng gần nhất với gấu mặt ngắn khổng lồ bởi kích thước tương tự cùng một khuôn mặt tương đối ngắn. Phân loại giống loài. Khi chúng ta nói về phân loại giống loài thì Arctodus chỉ gồm có hai loài, đó là Arctodus simus và Arctodus britannus. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Arctodus simus.
Theo những nghiên cứu từ trước đến nay thì chúng xuất hiện lần đầu trong thế Pleistocene tại vùng trung tâm Bắc Mỹ khoảng 800.000 năm trước, sinh sống kéo dài từ Alaska đến Mississippi ngày nay và nó đã bị tuyệt chủng vào khoảng 11.600 năm trước đây. Hóa thạch của chúng lần đầu tiên được phát hiện tại hang Creek Porter, quận Shasta của bang California, nơi có nhiều que, chính xác hơn là ba que. Đây là loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất từng sống tại Bắc Mỹ. Một số nghiên cứu thời gian gần đây cho biết, khối lượng của những mẫu vật được tìm thấy có ước tính là 1/3 trong số chúng có trọng lượng rơi vào khoảng 900 kg, và mẫu vật lớn nhất có thể lên đến 957 kg, chiều cao có thể đạt đến 4,6 m. Trên dấu vết trên các vách trong hang động của River Bluff là những dấu hiệu có thể chứng minh cho kích thước khổng lồ của loài này. Loài thứ hai trong họ Arctodus đó là Arctodus pristinus, sống cách đây từ 3 đến 2,2 triệu năm về trước, với hai mẫu vật hóa thạch tìm được cho thấy là của hai con gấu có trọng lượng khoảng 500 kg và 63,6 kg. Loài này sống tập trung khá nhiều ở khu vực phía nam Bắc Mỹ, nói rõ hơn là chúng sống trải dài từ phía bắc của bang Texas đến phía đông của bang New Jersey, là một phần của bang Aguascalientes thuộc Mexico ngày nay, nhiều nhất là ở bang Florida. Đặc điểm sinh học. Những phân tích cho thấy xương của gấu mặt ngắn khổng lồ có nồng độ nitơ 15 cao, một đồng vị bền của nitơ, tích lũy do việc tiêu hóa thịt, chứng tỏ chúng là loài động vật hoàn toàn ăn thịt, không có dấu hiệu nào của việc ăn các loài thực vật. Và các nhà khoa học ước tính để tồn tại, mỗi ngày Arctodus simus phải ăn tới 16 kg thịt. Nhờ cơ thể to lớn, chúng là loài ăn thịt đáng sợ đối với các loài động vật có vú khác trong thế Pleistocene. Các chi của chúng khá mảnh dẻ, dài và khiến chúng có thể di chuyển với tốc độ từ 50 đến 70 km/h. Săn được những loài động vật nhanh nhẹn khác như ngựa thảo nguyên, linh dương Saiga giống như một con báo châu Phi. Tuy nhiên, cấu tạo xương cùng với việc cơ thể khổng lồ khiến cho chúng không thể giết chết con mồi một cách nhanh chóng, một điều cần thiết của những loài động vật ăn thịt. Tiến sĩ Paul Matthew, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Alaska Fairbanks, xác định gấu mặt ngắn khổng lồ di chuyển với nhịp chuyển động giống như là lạc đà và gấu ngày nay, làm cho nó di chuyển dựa trên độ bền hơn so với việc di chuyển với tốc độ nhanh. Một số ý kiến khác cho rằng chúng ăn tạp giống như gấu hang, ăn bất cứ thứ gì ăn được chúng tìm thấy, kể cả thực vật. Kẻ săn mồi hay nhặt xác. Với kích thước khổng lồ và bộ hàm rõ ràng là mạnh mẽ như vậy, thật hấp dẫn khi vẽ ra bức tranh về Arctodus như một kẻ săn mồi đỉnh cao có thể giết chết bất cứ thứ gì nó muốn. Từ đó dẫn đến một giả thuyết đáng ngạc nhiên nhưng rất hợp lý về bản chất và hành vi của Arctodus. Nhiều hóa thạch của động vật có vú trong thế Pleistocene đã được tiến hành một quá trình gọi là phân tích đồng vị oxy. Quá trình này dựa trên nguyên tắc là các môi trường khác nhau có mức độ đồng vị khác nhau được hấp thụ bởi thực vật phát triển trên chúng. Các đồng vị được hấp thụ và lưu trữ trong các mô của động vật ăn cỏ như một chất đánh dấu cho phép các nhà cổ sinh vật học xác định loại động vật nào hoạt động trong môi trường nào và chúng ăn gì. Tuy nhiên, nó cũng tiết lộ rằng Arctodus ăn tất cả các loài động vật và không chuyên về chỉ trong một loài con mồi. Một điều rất bất thường đối với động vật ăn thịt nhưng lại khá bình thường đối với động vật ăn xác thối. Hóa thạch cũng tiết lộ những chi tiết về khả năng di chuyển và săn mồi của Arctodus, đặc biệt liên quan đến các chi dài. Điều này có thể được coi là mang lại cho Arctodus một lợi thế về tầm với đáng kể cho phép nó lao vào con mồi. Nhưng vấn đề ở đây là đầu tiên chúng phải đến đủ gần con mồi để làm điều này. Như ở phần đặc điểm sinh học, tôi có nói thì về tốc độ, những đôi chân dài với sải bước rộng được cho là đã mang lại cho Arctodus tốc độ kinh ngạc. Điều mà lẽ ra nó có thể thấy nó có thể bắt kịp một cách thoải mái với hầu hết các loài con mồi hiện có. Tuy nhiên, những đôi chân tương tự này cũng mỏng hơn nhiều so với các loại động vật chạy khác và được coi là quá mỏng manh để có thể đỡ được một cơ thể đồ sộ của một loài sinh vật nặng như Arctodus. Sự biến mất. Sự kết thúc của kỷ Pleistocene ở Bắc Mỹ được đánh dấu bằng sự biến mất của các loài động vật cỡ lớn từng cư trú ở lục địa này trong một thời gian dài. Điều này không chỉ có nghĩa là mọi thứ từ voi ma mút đến lạc đà đã tuyệt chủng, nhưng hầu hết các loài săn mồi to lớn và mạnh mẽ hơn như Smilodon và sói đai cũng đã dần biến mất vì không còn con mồi lớn nào cho chúng săn.
và tới Arcturus cũng không ngoại lệ khi các yếu tố quan trọng cho sự sống còn của nó đã biến mất, việc nó đi đến bờ tuyệt chủng chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Làm thế nào Arcturus tuyệt chủng vẫn đang là một chủ đề gây tranh cãi vì không có lời giải thích nào có thể giải thích đầy đủ về toàn bộ sự tuyệt chủng của chúng. Một là băng hà cuối cùng của thế Pleistocene đã chấm dứt sự tồn tại của các loài động vật cỡ lớn, trong đó có Arcturus. Thời điểm đó đang là thời kỳ băng hà cuối cùng của thế Pleistocene. Chúng ta có thể thấy rằng thời kỳ băng hà cuối cùng này là đặc biệt nghiêm trọng. Điều này được hỗ trợ một phần bằng việc phân tích các lõi băng hoặc còn một nguyên nhân khác đi kèm. Có một giả thuyết khá phổ biến nói về sự tuyệt chủng này là sự xuất hiện của những người Clovis, vì có những nghiên cứu rằng họ sử dụng các ngọn giáo gỗ và dùng dụng cụ ném giáo đặc biệt gọi là Atlas để ném về phía con mồi. Những vũ khí này kết hợp với trí thông minh của con người đã khiến người Clovis trở thành những thợ săn đáng gờm nhất từng đặt chân đến Bắc Mỹ cho đến nay. Cách người Clovis tác động đến môi trường vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi khi một số nhà nghiên cứu tin rằng họ đã tiến hành một cuộc tàn sát khắp Bắc Mỹ và quét sạch các loài săn mồi truyền thống như voi ma mút và lạc đà, cùng với một số địa điểm hóa thạch cho thấy con người đã tàn sát các loài động vật hoang dã. Nhưng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy người Clovis đã làm điều này. Mặc dù người Clovis đã săn bắt các loài động vật ở Bắc Mỹ, nhưng không có đủ bằng chứng cho thấy rằng chỉ có họ đã săn bắt các loài động vật cỡ lớn đến tuyệt chủng. Những loài săn mồi lớn hơn đang dần dần yếu ớt và chúng không thể săn những con mồi nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn, đồng thời cũng bắt đầu suy giảm và biến mất, không còn giết chóc quy mô lớn để cướp. Arcturus cũng biến mất dần khỏi hệ sinh thái. Vừa rồi là video về Arcturus, gã gấu mặt ngắn to xác nhất từng tồn tại trên trái đất và được cho là tuyệt chủng bởi sự săn bắt của con người tiền sử. Thêm một sinh vật nữa bị tổ tiên của loài người tiêu diệt. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm những video về những loài nào khác, có thể cho chúng mình biết thêm ở dưới phần bình luận. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại! Khi nhắc đến loài cá piranha vùng sông nước Amazon, có thể đa phần chúng ta đều biết nó đích thị là một cỗ máy róc thịt ngoài tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau quay về khoảng 8 đến 10 triệu năm trước, ta sẽ bắt gặp loài cá là phiên bản to gấp 3 lần và mạnh mẽ gấp 10 lần piranha. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về Mega Piranha, cá răng đao, nhà vô địch về lực cắn trong series Sinh vật thời tiền sử số 5 của Unchecked Share. Những gì chúng ta biết. Mega Piranha là một loài cá Serrasomys carassin đã tuyệt chủng từ thế Miocene muộn ở Argentina, được mô tả lần đầu tiên vào năm 2009. Cái tên Mega Piranha là sự kết hợp của từ Mega để chỉ kích thước lớn của loài động vật này, trong khi Piranha là tên được đặt cho loài cá ăn thịt thuộc họ Serrasomidae. Bản thân từ này là một từ tiếng Bồ Đào Nha có nguồn gốc có nghĩa là cá quỷ, cá răng hoặc cá cắn. Mega Piranha chính là bà con cổ đại của loài Piranha và Pacu hiện đại. Tuy không được xếp vào những loài có kích thước to lớn, cá Mega Piranha chỉ to gấp khoảng 3 lần so với các loài Piranha hiện đại, ước tính dài khoảng 71cm và nặng khoảng 10 cân. Dựa vào 3 chiếc răng và một phần của hàm trên được bảo quản hoàn chỉnh, người ta đã nghiên cứu ra rằng Mega Piranha là một loài săn mồi đáng sợ, sức mạnh của chúng gấp nhiều lần so với loài Piranha ngày nay. Tiến sĩ Justin Grubich cùng với đồng nghiệp Steve Hosky có thể ước tính lực cắn vô địch của siêu piranha bằng cách nghiên cứu lực cắn của họ hàng hiện đại lớn nhất của nó là loài cá piranha đen. Loài có nhiều điểm tương đồng với Mega Piranha và cũng là loài có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài cá xương nào, còn sống hoặc đã tuyệt chủng so với kích thước của chúng. Chúng đã sống ở đâu? Hóa thạch của Mega Piranha được tìm thấy ở Argentina, Nam Mỹ và được cho là đã sống trong kỷ Miocene. Trong thời kỳ này, lưu vực sông Paraná và Amazon là một môi trường sống liên tục cho đến khi dãy núi Andes mọc lên và chia cắt hai lưu vực. Các nhà khoa học tin rằng sự phân chia này đã gây ra tình trạng mất môi trường sống và rất có thể đã dẫn đến sự tuyệt chủng của Mega Piranha.
Người ta cũng không rõ liệu loài cá piranha khổng lồ có sống thành đàn giống loài cá piranha bụng đỏ còn tồn tại hay không. Giống như cá piranha hiện tại, Mega piranha rất có thể sống ở vùng nước ngọt ấm áp, nên có thể chúng ưa thích các con sông ở lưu vực sông Amazon, sông San Francisco, sông Orinoco và Paraguay. Với số lượng hóa thạch của Mega piranha có sẵn rất hạn chế, việc suy ra chúng sống được bao lâu là điều khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cá piranha hiện đại làm thước đo, thì có thể Mega piranha có tuổi thọ khoảng 5 năm hoặc có thể lên tới 10 năm. Con cái rất có thể sẽ sinh sản vào khoảng 1 tuổi. Liên hệ với loài piranha. Người ta đã kiểm tra lực cắn của 15 con cá piranha đen bằng cách sử dụng máy đo lực đặt giữa răng của chúng. Kết quả, cá piranha đen cắn với lực dao động từ 67 đến 320 Newton, khoảng 7 đến 32 kg. Cá piranha đen có thể cắn với lực gấp hơn 30 lần trọng lượng của nó, một kỳ tích đáng kể chưa từng có trong số các động vật có xương sống. Một con số ấn tượng đối với cái miệng tương đối nhỏ như vậy của chúng. So với kích thước cơ thể, đây là cú đớp mạnh nhất từng được ghi nhận so với một loài cá xương và cá sụn nào, mạnh gấp 3 lần so với cá sấu Mỹ có kích thước tương đương. Khi xem xét hình thái chức năng hàm độc đáo kết hợp với hành vi cắn hung hăng của loài này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cá piranha đen, dù lớn hay nhỏ, đều có thể xé toạc ruột hoặc phần thịt của con mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cỗ máy róc thịt Mega piranha. Những chiếc răng của Mega piranha trông giống như răng cưa hình tam giác, siêu sắc nhọn của loài ăn thịt hiện đại, nhưng răng lại có phần đáy dày và rộng hơn. Đây là những công cụ đa năng có thể giúp chúng nghiền nát thức ăn cứng cũng như róc thịt mềm của con mồi. Bí mật của chiếc hàm ở loài cá piranha là một nhóm cơ đóng hàm rất lớn. Chúng chiếm gần như toàn bộ không gian phía sau mắt và miệng của con cá. Những con cá piranha đen được thu thập có chiều dài khác nhau, dài từ 20 đến 37 cm, và thậm chí sự gia tăng kích thước nhỏ cũng dẫn đến sự gia tăng đáng kể về lực cắn. Bằng cách ngoại suy từ con cá piranha đen còn sống của mình cho Mega piranha lớn hơn, kẻ khổng lồ thời tiền sử Mega piranha có thể đã cắn với một lực từ 1240 đến 4749 Newton, khoảng 127 tới 484 kg, gấp khoảng 50 lần trọng lượng cơ thể của nó. Với đặc điểm mạnh mẽ này, rõ ràng Mega piranha là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ Miocene. Mặc dù có kích thước nhỏ, sức mạnh này đủ mạnh để gây ra những vết thủng thảm khốc ở xương đùi bò hoặc mai rùa. Nếu bạn so sánh với các động vật ăn thịt khác nhau và lực cắn chính xác cho kích thước tương đương, thì Mega piranha chắc chắn là nhà vô địch. Ví dụ, khủng long bạo chúa T-Rex có thể cắn với một lực hơn 13.400 Newton, gấp hơn 3 lần Mega piranha. Nhưng xét về cân nặng, T-Rex lại nặng gấp 100 lần Mega piranha. Tính theo cân nặng và chiều dài cơ thể, Mega piranha dùng nhiều lực hơn so với siêu cá mập thời tiền sử từng thống trị đại dương như Megalodon, con cá mập quái vật ăn thịt cá voi một cách dễ dàng. Và ngay cả khi không có bất kỳ tương quan nào, lực cắn của cá piranha thời tiền sử vẫn khá ấn tượng. Cú đớp của nó có thể mạnh ngang ngửa với một con cá mập trắng nhỏ nặng 400 kg, mặc dù con cá đó chỉ nặng 10 cân. Dù thức ăn của Mega piranha vẫn là điều bí ẩn, nhưng với lực cắn cực mạnh đó, cá da trơn bọc thép, động vật sống trên cạn hay thậm chí là những con rùa đều có thể trở thành mồi của Mega piranha. Sự biến mất. Mega piranha đã tuyệt chủng khoảng 8 đến 10 triệu năm trước. Một nhà khoa học đã xác lập điều này ngay sau khi xác định niên đại bằng carbon của hàm hóa thạch. Thật khó để đưa ra ngày chính xác khi loài này tuyệt chủng, nhưng việc xác định niên đại bằng carbon cho thấy ước tính sơ bộ về thời gian loài này tuyệt chủng. Nguyên nhân của Mega piranha tuyệt chủng vẫn chưa rõ ràng. Các chuyên gia về cá cho rằng nguyên nhân có thể là do tình trạng khan hiếm thức ăn do sự chia cắt lưu vực Amazon và lưu vực Paraná do dãy núi Andes hình thành. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn có thể chắc chắn được rằng có thể có những lý do khác nhau. Loài săn mồi hung dữ này có thể đã bị tuyệt chủng do những thiên tai khác có thể xảy ra ở khu vực Amazon trong thời kỳ đó, dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng trong thời kỳ Miocene. Vừa rồi là toàn bộ câu chuyện về Mega piranha, một loài cá răng đao với lực hàm vô địch thời tiền sử đã tuyệt chủng. Bạn thấy loài cá này có thú vị không?
Chúng mình hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ cho chúng mình bằng cách bấm like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ nhóm chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng hổ răng kiếm, tê giác có lông và voi ma mút đều là tuyệt chủng toàn bộ khi kỷ băng hà kết thúc. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế. Con người đã săn đuổi voi ma mút hàng ngàn năm để lấy thịt, đồng thời sử dụng xương và ngà của chúng để xây nhà, chế tạo công cụ. Ma mút dần dần biến mất trên lục địa, loài người cũng ra khỏi hang động, bắt đầu xây dựng những nền văn minh đầu tiên. Họ chẳng còn thấy con voi ma mút nào nữa, thế nhưng sự tồn tại của chúng chưa kết thúc. 6.000 năm trước, voi ma mút vẫn còn sinh sống ở Canada và Alaska. 4.000 năm trước, đảo Granger ở vùng biển Bắc vẫn còn in dấu chân voi ma mút. Điều thú vị ở đây là loài voi này vẫn hít thở bầu không khí trên hành tinh này sau khi kim tự tháp Giza ở Ai Cập đã hoàn thành được vài thế kỷ. Video này, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về loài voi khổng lồ có lông này nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi! Những gì chúng ta biết. Voi ma mút với cái tên khoa học là Mammut, thuộc loài Mammutus, một loài voi cổ đại có hình dáng khá giống loài voi ngày nay đã bị tuyệt chủng. Chúng tồn tại trong thời Pliocene vào khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Loài sớm nhất được biết đến là Ruminus với phạm vi sinh sống trải rộng khắp châu Âu cho tới Trung Quốc. Voi ma mút có cân nặng khoảng từ 6 đến 10 tấn, tuổi thọ của chúng được ước tính lên đến xấp xỉ 80 năm. Voi ma mút cao từ 3 đến 3,3 mét, thân hình hơi dốc ngược về sau bởi vì chân sau của chúng ngắn hơn chân trước nên toàn bộ trọng lượng của chúng đều dồn về phía sau. Chân chỉ có 4 ngón, kém 1 ngón so với voi hiện nay. Chúng có một phần vai to và nhô cao với một lớp da đen tuyền đôi khi pha lẫn nâu hoặc nâu đỏ và nâu vàng. Voi ma mút có bộ lông dài gần 50cm phủ khắp cơ thể, sâu bên trong là một lớp lông tơ ngắn và mịn. Bộ lông này rất dày và rậm rạp. Nhờ có lớp áo khoác lông hai lớp giúp chúng giữ ấm tốt hơn trong khí hậu lạnh giá với nhiệt độ có thể xuống âm độ C. Răng của voi ma mút rất dài, cong quặp vào trong, dài nhất lên đến 5cm. Các răng lớn, sắc cạnh, thích hợp cho nghiền nát cỏ, có ngà dài và cong. Vòi của voi ma mút có hai chỗ lồi giống như một ngón tay, một ở phía trước và một ở phía sau giúp chúng dễ dàng túm lấy cỏ. Các loài voi ma mút có thể được nhận dạng từ một số các gờ men răng trên răng hàm của chúng. Các loại nguyên thủy có ít gờ và số lượng gờ dần dần tăng lên khi các loài mới tiến hóa và thay thế các loài cũ. Người ta chỉ biết rằng các răng hàm của chúng với 8 đến 10 gờ men răng, một quần thể đã tiến hóa đạt tới 12 đến 14 gờ men răng, chia tách và thay thế cho loài sớm hơn trở thành Meridionalis. Sau đó, chúng bị thay thế bởi voi ma mút thảo nguyên hay còn gọi là Trogontheri với 18 đến 20 gờ men răng là loài đã tiến hóa ở Đông Á. Các loài voi ma mút phát sinh từ Trogontheri đã tiến hóa răng hàm với 26 gờ men răng. Voi ma mút sống ở đâu? Loài voi ma mút có lẽ đã sinh sống trong các quần xã sinh vật đồng cỏ thưa, môi trường thảo nguyên, lãnh nguyên lạnh ở Bắc Bán Cầu là lý tưởng để voi ma mút phát triển thịnh vượng do các nguồn thức ăn nó cung cấp. Nhiều con voi ma mút được phát hiện sống tại những vùng đảo như Granger, Pole và vùng Alaska hay lục địa châu Mỹ. Loài voi ma mút này rất ưa chuộng các loài thực vật đặc biệt là cỏ, ngoài ra còn có một số loài thức ăn khác như lá cây, bụi rậm, liễu và linh sam. Người ta phát hiện đống phần của loài voi ma mút Columbia được tìm thấy trong hang động ở Utah chứa nhiều cỏ. Chỉ 5% là gỗ và hoa quả hay các mảnh xương rồng, gỗ cây xô thơm, bạch dương và sam xanh. Ước tính voi ma mút tiêu thụ khoảng 180kg thức ăn mỗi ngày. Phát hiện thú vị. Theo một nghiên cứu mới, voi ma mút lông và người Neanderthal có các đặc điểm di truyền tương tự nhau. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các gen di truyền giống nhau này cho phép cả hai loài phát triển mạnh mẽ trong môi trường lạnh giá. Cả hai loài đều có thể truy tìm nguồn gốc nòi giống của mình về châu Phi, nhưng voi ma mút lông thì lần đầu tiên xuất hiện ở lục Đại Á, Âu khoảng 600.000 năm trước, trong khi người Neanderthal xuất hiện ở châu Âu và phân tán ra lục địa Á, Âu khoảng 450.000 năm trước.
các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv gần đây đã so sánh bộ gen của hai loài, nghi ngờ rằng môi trường sống chung là nguyên nhân cho những đặc điểm di truyền tương tự của cả hai. Người Neanderthal là loài người cực kỳ khéo léo, sống ở cùng và lai giống với người Homo sapiens hàng nghìn năm trước. Khả năng thích nghi cho phép họ phân tán ra nhiều nơi ở châu Âu và lục địa Á Âu, nhưng nghiên cứu mới nhất gợi ý rằng họ sở hữu những đặc điểm di truyền giúp họ phát triển mạnh mẽ trong những môi trường lạnh giá. Ran Bakai, giáo sư khảo cổ học tại Tel Aviv cho biết người Neanderthal và voi mammut cùng sống ở châu Âu trong kỷ băng hà. Bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã săn và ăn thịt voi mammut hàng chục nghìn năm và thật sự phụ thuộc về mặt thể chất vào calo từ voi mammut để thích nghi thành công. Người ta có câu, bạn là những gì bạn ăn. Điều này đặc biệt đúng với người Neanderthal. Họ ăn thịt voi mammut, rõ ràng họ cũng giống với voi mammut về mặt di truyền. Bakai và Maydad Kislev đã so sánh ba biến thể di truyền hay các gen tương ứng ở cả voi mammut và người Neanderthal đều có liên quan tới khả năng thích nghi với thời tiết lạnh. Một trong các biến thể ảnh hưởng tới sự sinh nhiệt và sự tích trữ mỡ, một gen tương ứng khác kiểm soát việc sản sinh keratin, biến thể thứ ba ảnh hưởng tới sắc tố da và tóc. Phân tích được nói chi tiết trên tạp chí Human Biology tuần này cho thấy các biến thể xuất hiện từ các đột biến giống nhau và được tìm thấy ở những vị trí tương tự trong các nhiễm sắc thể tương ứng. Kislev cho hay, các quan sát của chúng tôi cho thấy khả năng giống nhau giữa vô số biến thể phân tử dẫn đến những đặc điểm biểu sinh thích nghi với cái lạnh giống nhau của hai loài. Cả hai đều tiến hóa từ một số tổ tiên châu Phi ở lục địa Á Âu. Những phát hiện đáng chú ý này đưa tới bằng chứng chứng minh cho luận điểm liên quan tới bản chất của tiến hóa hội tụ thông qua sự giống nhau về phân tử, trong đó có những sự tương đồng về các biến thể di truyền giữa các loài thích nghi. Vì sao chúng tuyệt chủng? Người ta cho rằng con voi mammut cuối cùng biến mất ở châu Âu và Nam Siberia vào khoảng 12.000 năm trước đây. Tuy nhiên, gần đây có những khám phá dẫn đến kết luận là chúng còn sống ở đó khoảng 10.000 năm trước đây. Không lâu sau đó, voi mammut biến mất khỏi Siberia. Những nghiên cứu mới đây về trầm tích tại Alaska cũng cho thấy voi mammut còn sống ở lục địa châu Mỹ 10.000 năm trước. Hòn đảo xa xôi tại Bắc Băng Dương ở phía đông bắc của Siberia được xác định là nơi yên nghỉ của những cá thể voi mammut cuối cùng trên thế giới. Nghiên cứu mới này cho thấy có những con voi mammut ở đây sống lâu hơn những cá thể cùng loài ở Bắc Mỹ và châu Âu khoảng 7.000 năm trước khi bị tuyệt chủng. Cho tới nay, người ta vẫn chưa thể giải thích được chính xác nguyên nhân tại sao voi mammut bị tuyệt chủng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng có thể do thời tiết nóng lên khoảng 12.000 năm trước đây, các tảng băng tan ra khiến cho mặt biển dâng lên, môi trường sinh sống của voi mammut cũng do đó mà bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, đấy chỉ là phỏng đoán bởi trong nhiều giai đoạn ấm đã xảy ra trong kỷ băng hà trong nhiều triệu năm nhưng không gây ra tuyệt chủng cho các loài sinh vật này. Voi mammut tuyệt chủng do khí hậu thay đổi hay bị con người săn bắt quá độ vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. Con người đã từng bắt đầu tiêu thụ thịt voi mammut khoảng 1,8 triệu năm trước đây. Có dấu hiệu ở Ukraine cho thấy con người dùng xương voi mammut để xây nhà. Theo Viện Khoa học Sinh học tại Mỹ khám phá ra rằng xương voi mammut nằm lại trên mặt đất và sau đó bị các con voi mammut khác dẫm lên cũng mang những dấu vết tương tự như là bị tác động từ con người. Do đó, nguyên nhân này vẫn chưa thể kết luận. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Quaternary Science Review, những con voi mammut sống trên đảo Grenzel không chết vì những nguyên nhân tương tự với các con voi mammut khác. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng những con voi mammut này bị cô lập và dẫn đến tình trạng cận huyết, từ đó làm suy yếu sự đa dạng di truyền của chúng. Điều này dẫn đến việc giảm khả năng thích nghi của voi mammut với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hòn đảo nhỏ biệt lập nép mình giữa Nga và Alaska. Các hòn đảo này đã bị tách khỏi đất liền khi nước biển dâng cao do những thay đổi địa chất. Các nhà nghiên cứu cho rằng nơi trú ẩn của những con voi mammut cuối cùng chính là đảo Grenzel. Vừa rồi là những thông tin về loài voi mammut mình muốn gửi đến các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhóm chúng mình trong tương lai. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm về video loài nào, hãy cho chúng mình biết thêm ở dưới phần bình luận nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại! Trên hành tinh của chúng ta từng xuất hiện một thủy quái đáng sợ có biệt danh là kẻ hủy diệt X. Đánh bại hai thủy quái thời tiền sử là loài Megalodon và loài Leviathan. Kẻ hủy diệt X đã trở thành sinh vật tiền sử dữ tợn nhất. Với kích thước vượt trội,
loài quái vật này đã trở thành bá chủ đại dương từ khoảng kỷ Jura đến kỷ đại Tân Sinh. Một lần ra đòn đủ xé nát con mồi là một đại diện ưu tú cho cả họ Pliosauridae. Không ai khác đó là Predator X, thủy quái đáng sợ nhất kỷ Jura. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử của Uncheckshare. Những gì chúng ta biết. Predator X còn được biết đến với tên là Pliosaurus. Đây là một chi Plesiosauria sống vào thời kỳ tầng Kimmeridge và tầng Tithon tại nơi ngày nay là châu Âu và Nam Mỹ. Chế độ ăn của chúng gồm cá, động vật chân đầu và bò sát biển. Loài bò sát giống dưới nước này sở hữu một hộp sọ cực lớn và chiều dài thân lên tới 15,24m. Cú đớp mồi của chúng mạnh gấp 4 lần so với khủng long bạo chúa T-Rex. Predator X đã trở thành đề tài của hàng loạt bộ phim tài liệu, thậm chí của cả Hollywood. Predator X, hay gọi là Pliosaurus, hiện được biết đến bởi 8 loài riêng biệt. Pliosaurus brachiosauridus được nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh Richard Owen đặt tên vào năm 1839. Mặc dù ban đầu nó được coi là một loài Plesiosaurus, vài năm sau, ông đã làm đúng mọi việc khi nuôi loài Pliosaurus brachiosauridus, Pliosaurus carpenteri được chẩn đoán dựa trên một mẫu hóa thạch duy nhất được phát hiện ở Anh. Pliosaurus funky là kẻ săn mồi X nói ở trên. Predator X có 4 chi như những mái chèo giúp chúng thoải mái bơi lội trong nước. Hai chi trước đóng vai trò như mái chèo để bơi lội nên phát triển rất to, khỏe. Hai chi sau giúp chúng giảm tốc độ khi săn mồi hay làm nhiệm vụ tăng tốc khi cần ra đuổi con mồi trong nước. Thức ăn của loài này là những loài khổng lồ như cá voi, xà đầu long. Predator X sở hữu một cái cổ ngắn và cứng cáp, có thể cung cấp sức mạnh rất lớn cho hộp sọ. Cơ thể phía sau cổ rộng và đuôi phía sau rất ngắn. Chúng có hai cặp vây ở hai bên thân khá dài và mảnh như lá liễu, giúp cho chúng có thể tiến và quay đầu, chuyển hướng khi đang di chuyển giữa đại dương. Cách chúng được tìm thấy. Ở Bắc Băng Dương có một hòn đảo tên là Spitsbergen, thuộc quần đảo Svalbard tại vùng Bắc Cực. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch của một loài cổ sinh vật học trên hòn đảo này. Năm 2004, nhà cổ sinh vật học John Horrod thuộc Đại học Oslo, Na Uy đã dẫn dắt nhóm của ông đến đảo Spitsbergen. Họ nhanh chóng tìm thấy một địa điểm hóa thạch lý tưởng và bắt đầu khai quật. Sau 3 năm, nhóm của Horrod đã phát hiện ra hóa thạch khổng lồ đầu tiên và ngay sau đó đã tìm thấy hóa thạch thứ hai của loài này, vị trí khai quật được mẫu hóa thạch đầu tiên cách đó 2 km. Hai hóa thạch được đánh số lần lượt là PMO214.135 và PMO214.136. Việc khai quật hóa thạch trên đảo Spitsbergen không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi đây là một vùng khá biệt lập và khó tiếp cận với thời tiết rất khắc nghiệt. Mọi người chỉ có thể đến đảo vào mùa hè. Sau nhiều năm khai quật, cuối cùng nhóm của Harrod cũng đã khai quật thành công được hai mẫu hóa thạch khổng lồ này và phải sử dụng máy bay trực thăng để chuyển những mẫu vật này tới bến tàu và chuyển về Oslo để nghiên cứu thêm. Các hóa thạch được tìm thấy trên đảo Spitsbergen đã được làm sạch và nghiên cứu trong bảo tàng lịch sử tự nhiên của Đại học Oslo. Nhóm nghiên cứu thấy rằng mẫu vật PMO214.135 có tổng hơn 2.000 mảnh hóa thạch của hộp sọ. Ước tính xương hàm của mẫu vật này có chiều dài từ 1,6 đến 2m, còn PMO214.136 thì có kích thước lớn hơn và dài từ 2 đến 2,5m. Hộp sọ khổng lồ của sinh vật được phát hiện trên đảo Spitsbergen thuộc lớp Pliosauridae, một nhánh bò sát biển đã tuyệt chủng. Theo tỷ lệ cơ thể của Pliosauridae, ước tính chiều dài cơ thể của PMO214.136 là từ 10 đến 13m. Và nó trở thành loài bò sát thuộc lớp Pliosauridae lớn nhất từng được con người biết tới. Vì chưa thể xác định được cụ thể, sinh vật này trên Horrod và nhóm của mình đã đặt tên cho chúng là Predator X, dịch ra là kẻ săn mồi X. Các nhà cổ sinh vật học đã sử dụng công nghệ CT để quét hộp sọ của Predator X và tái tạo lại phần não của chúng. Thông qua phân tích, các nhà cổ sinh vật học suy đoán rằng trí thông minh của loài quái vật biển này có thể so sánh với loài cá mập trắng khổng lồ ngày nay, tương đối thông minh. Trên thực tế, Predator X đã không được đặt tên khoa học trong một thời gian dài kể từ khi nó được công bố.
Năm 2012, các nhà cổ sinh vật học đã công bố một nghiên cứu, trong đó chúng đã được đặt tên gọi chính thức, đó là Pliosaurus funky, với funky được dành riêng cho người phát hiện ra hóa thạch là Bjorn Funky. Cách Predator X săn mồi. Predator X đã lưu danh mình vào danh sách các loài thủy quái săn mồi chết chóc nhất đại dương. Chúng là nỗi khiếp sợ với những cư dân đại dương trong kỷ Jura và đầu kỷ phấn trắng. Hàm của Predator X cho phép chúng thực hiện những cú ngoạm có lực khoảng 16 tấn, gấp đôi lực cắn của loài Megalodon, mạnh gấp 4 lần T-Rex, gấp 10 lần bất cứ loài vật nào hiện tồn tại trên trái đất. Với lực cắn này, chúng có thể dễ dàng nghiền nát một chiếc xe Hummer hay bất cứ con mồi nào thời bấy giờ. Predator X là loài săn mồi theo thiên hướng phục kích. Cách thức săn mồi của chúng là lặn xuống đáy biển thật sâu và ngụy trang chờ đợi con mồi. Và thằn lằn đầu răng Chimerosaurus là một trong những con mồi ưa thích của nó. Theo những phân tích hộp sọ của chúng, ở các nhà khoa học cho biết, thì Predator X có khả năng là một loài săn mồi theo thiên hướng phục kích. Chúng sẽ hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống đáy biển và ngụy trang đợi con mồi tiến đến. Khi con mồi xuất hiện, chúng sẽ đột ngột dùng lực, bơi thật nhanh tới phía con mồi và tung ra cú đớp chí mạng để kết liễu con mồi. Theo đánh giá lúc bấy giờ của các nhà cổ sinh vật học, thì Predator X là loài săn mồi hàng đầu và có kích thước lớn nhất trong đại dương ở kỷ Jura và cũng là loài Pliosauridae lớn nhất từng được biết tới. Việc cho rằng nó là loài to nhất có thực sự chính xác hay không, hãy cùng mình đến với phần tiếp theo để tìm hiểu kỹ hơn nhé! Predator X đã từng bị thổi phồng. Điều khiến cho Predator X trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới là bộ phim tài liệu được quay bởi kênh lịch sử Hoa Kỳ với đội khai quật. Tên của bộ phim tài liệu này có tên là Kẻ săn mồi X. Khi Kẻ săn mồi X được phát sóng vào năm 2009, nó ngay lập tức gây ra một ấn tượng rất mạnh với khán giả và mọi người vẫn luôn nhớ tới chúng. Theo những nghiên cứu về Predator X sau này thì có vẻ như đặc điểm của nó đã bị thổi phồng quá mức. Daily Mail đưa tin nhóm nghiên cứu của Đại học Oslo đã tìm thấy hai hóa thạch của loài Pliosaur với những đặc điểm như hàm lớn, cổ ngắn trên đảo Svalbard. Họ đã tiến hành cắt nhỏ hộp sọ hóa thạch tìm được và sấy khô một số mảnh trong phòng thí nghiệm. Trước đây, các nỗ lực tính toán kích cỡ của Predator X rất phức tạp do các hóa thạch tìm thấy không nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ chỉ có thể ước tính được kích cỡ của loài này dựa trên tương quan với các loài bò sắt sống dưới nước khác. Chiều dài 4,5 mét được đưa ra năm 2009 khiến cho Predator X nghiễm nhiên trở thành loài Pliosaur lớn nhất từng được phát hiện. Tuy nhiên, Đại học Oslo ước tính hộp sọ hoàn chỉnh của con Pliosaur mà họ tìm thấy chỉ khoảng từ 1,6 đến 2,4 mét. Chúng thuộc loại lớn nhưng cũng chỉ tương đương với một số loài Pliosaur khác. Dựa trên những mảnh còn lại của cột sống hóa thạch, nhóm nghiên cứu ước đoán rằng chiều dài thân của Predator X chỉ khoảng từ 10 đến 12,8 mét. Ngang ngửa với những loài động vật tiền sử lớn nhất từng biết. Họ đi đến kết luận, kích cỡ của Predator X đã bị thổi phồng và trên thực tế, chúng chỉ là một trong những loài Pliosaur lớn nhất từng được phát hiện mà thôi. Vừa rồi là những thông tin về Predator X hay còn được biết đến với cái tên là Pliosaurus mà nhóm chúng mình đã tổng hợp để gửi đến các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa nhé. Nếu muốn ủng hộ chúng mình, các bạn có thể xem qua thông tin ở phần mô tả video hoặc có thể tham gia gói hội viên để làm nhà khảo cổ cùng với Ultric Share. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với Ultric Share. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một loài vật được rất nhiều các bạn yêu cầu trong suốt thời gian qua. Hãy bắt đầu video ngay thôi nào. Chắc hẳn các bạn đều biết, loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại chính là rồng Komodo với chiều dài khoảng 3 mét và nặng khoảng 70 kg. Nhưng hôm nay, chúng ta không tìm hiểu về loài này mà sẽ tìm hiểu về một loài từng tồn tại có kích thước gấp 10 lần rồng Komodo. Đó chính là Megalania, loài thằn lằn trên cạn lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh, là kẻ săn mồi đỉnh cao trong số các loài động vật cỡ lớn mà nó từng sống cùng. Truy lùng lịch sử.
Megalania prisca, còn được gọi là Varanus priscus, là một loài thằn lằn lớn đã tuyệt chủng trong họ kỳ đà. Nó sống cách đây 40 đến 30 ngàn năm trước, trong kỷ Pleistocene, nhưng có một số dấu tích hóa thạch trẻ nhất của thằn lằn khổng lồ có niên đại khoảng 50 ngàn năm ở các thảo nguyên và khu vực khô cằn của Úc. Đó là loài thằn lằn trên cạn lớn nhất từng sinh sống trên trái đất. Mặc dù được coi là một loài động vật đã tuyệt chủng, nhưng vẫn có những tin đồn cho rằng sự tồn tại của nó cho đến ngày nay. Tên của nó theo tiếng Hy Lạp, Mega có thể được dịch là lớn, Ilania là lang thang và Prisca là già. Do đó, cái tên Megalania có nghĩa là kẻ lang thang cổ đại vĩ đại. Tuy nhiên, cái tên này đã tạo ra một số nhầm lẫn vì Ilania có thể bị nhầm lẫn với một từ tiếng Latin tương tự là Lania, có nghĩa là người bán thịt. Vì lý do này, một số bản dịch sai đã nảy sinh, trong đó họ gọi loại thằn lằn khổng lồ này là gã đồ tể cổ đại vĩ đại. Những hóa thạch đầu tiên. Richard Owen đã mô tả di tích đầu tiên được biết đến của Megalania vào năm 1859. Từ ba đốt sống trong một bộ sưu tập xương thú có túi chủ yếu được bảo tàng Anh mua, được thu thập từ lòng của một nhánh dòng sông Condamine, phía tây vịnh Moreton ở miền đông Australia. Điều kỳ lạ là mặc dù hóa thạch trẻ nhất của sinh vật này đã 50.000 năm tuổi, nhưng sinh vật này lại có một nét giống đến kinh ngạc với loài thằn lằn mà tất cả chúng ta đều biết đến ngày nay, đó là rồng Komodo. Đốt sống và răng bị cô lập là những hóa thạch phổ biến nhất, hàm dưới và xương chi cũng đã được tìm thấy. Có rất ít hóa thạch của loài động vật này đã được tìm thấy và không có bộ xương nào được hoàn thiện, vì vậy rất khó để nói rằng chính xác loài bò sát này có thể lớn đến mức nào. Chúng ta có thể rút ra những điểm tương đồng về ngoại hình với thằn lằn Úc và rồng Komodo. Cả hai đều được cho là họ hàng gần nhất còn sống của Megalania. Các ước lượng đầu tiên cho rằng chúng dài 7 mét với cân nặng tối đa khoảng 600-620 kg. Tuy nhiên, nhiều kết quả mới hơn cho kết quả rất khác nhau. Các nghiên cứu gần đây và nghiêm ngặt hơn nữa đã xác định các dữ liệu khác không trùng với dữ liệu trước đó. Stephen Raw đã suy đoán vào năm 2002 rằng Megalania nhỏ hơn so với suy nghĩ trước đây. Ông cho rằng nó có thể đạt được chiều dài tối đa 4,5 mét và trọng lượng tối đa 331 kg. Tuy nhiên, năm 2004, Ralph Moner công bố kích thước của Megalania dựa theo thang tỷ lệ của đốt sống lưng. Nó có thể đạt chiều dài 7,9 mét. Thay vào đó, nếu tỷ lệ giữa đuôi và thân giống với rồng Komodo hơn, chiều dài tối đa của nó có thể đạt đến 7 mét. Ông tính toán rằng trọng lượng tối đa của Megalania phải là 1.940 kg với 320 kg là mức trung bình tối thiểu. Hộp sọ của loài thằn lằn lớn này có chiều dài khoảng 75 cm. Răng rất giống với răng của các loài bò sát ăn thịt khác, với răng cong lại và có răng cưa. Tuy nhiên, răng cửa của nó nhô ra rất nhiều, to một cách kỳ lạ so với cơ thể của nó và so với các loài thằn lằn khác. Người ta cho rằng nó đã sử dụng chúng để giữ chặt con mồi trước khi xé thịt. Megalania có thể chật khớp hàm dưới nhờ một khớp nối đặc biệt. Điều này giúp nó có thể nuốt những miếng thịt lớn hơn đầu mình. Megalania có độc không? Dựa trên những nghiên cứu với loài rồng Komodo thì chúng có tuyến nọc độc dọc theo đường viền hàm của chúng. Có ý kiến cho rằng các loài kỳ đà khác bao gồm cả Megalania có khả năng cũng sở hữu các tuyến tương tự. Nếu điều này là sự thật thì Megalania sẽ trở thành loài động vật có xương sống có nọc độc lớn nhất từng tồn tại. Loài bò sát này không tiêm chích mà thay vào đó, miệng của nó là nguồn cung cấp vi khuẩn độc hại cho các loài động vật khác. Khi nó cắn con mồi, nó đã nhiễm vi khuẩn nói trên vào vết thương, cuối cùng ảnh hưởng đến nạn nhân trong một thời gian rất ngắn. Nọc độc của Megalania sẽ làm tăng lưu lượng máu từ các vị trí vết thương, gây sốc cho con mồi và khiến chúng dễ bị tổn thương hơn. Rồng Komodo thường bò đến gần con mồi rồi tấn công. Thông thường, rồng Komodo sử dụng hàm răng ngắn cực kỳ sắc bén của mình để săn con mồi. Những con thằn lằn này không có lực cắn mạnh, nhưng chúng có thể sử dụng kỹ thuật để giữ và kéo, cắn và xé xác con mồi ngay cả khi không có một bộ hàm khỏe. Nếu chúng ta áp dụng những khái niệm này cho một con thằn lằn lớn hơn nhiều, những cuộc tấn công này sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Một con thằn lằn như vậy sẽ có một cái đuôi dài hơn và nặng hơn để đẩy con mồi xuống đất. Ngoài ra, Megalania sẽ có cơ thể lớn hơn
để ghim các sinh vật trong khi tung ra những vết cắn hung ác. Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Thông qua các nghiên cứu về hộp sọ và so sánh với than lằn hiện đại, người ta đã biết được nhiều điều về các giác quan của Megalania. Ví dụ, tầm nhìn đã giảm rất nhiều. Điều này có thể được suy ra nhờ vào kích thước nhỏ của hốc mắt của chúng. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng nhất của loài động vật này là khứu giác của nó, được cho là lưỡi của Megalania bị chẻ đôi như trường hợp của loài rắn. Điều này được sử dụng để phát hiện vị trí của con mồi vì loại lưỡi này phát hiện hướng mà các hạt mùi phát ra. Người ta cho rằng nếu Megalania đứng trên hai chân, nó có thể theo dõi động vật cách xa hơn 1 cây số. Bằng cách này, nó có thể tiếp cận con mồi mà chúng không hề hay biết. Cũng như các loài thằn lằn khác, chân của Megalania bịu khuỵu xuống khiến bụng của nó gần như chạm đất. Đặc điểm này khiến chúng trông khá chậm chạp, tốc độ tối đa có thể đạt được khoảng 20 cây số một giờ. Chân có 5 ngón với móng vuốt sắc nhọn để tấn công con mồi. Ngoài ra, người ta suy đoán rằng loài thằn lằn này có thể đứng bằng hai chân trong một khoảng thời gian ngắn, có thể là để nhìn thấy con mồi ở xa hơn. Từ những gì chúng ta biết về kích thước của nó có thể là một loài săn mồi đỉnh cao đáng gờm trong hệ sinh thái cổ xưa. Thật dễ dàng để nghĩ rằng có thể đã ăn những động vật có kích thước vừa và lớn, bò sát khác và chim. Một phần lớn chế độ ăn của chúng có thể là các loài thú có túi khác nhau ở Úc vào thời điểm đó. Úc là nơi sinh sống của nhiều loài thú có túi khổng lồ như Diprotodon và Prosoptodon. Chúng là con mồi của nhiều thợ săn đáng gờm khác như Thylacoleo. Diprotodon có thể có kích thước gần bằng Hippopotamus. Người ta cho rằng những loài bò sát khổng lồ này rất có lãnh thổ. Vì vậy, chúng thường chiến đấu với các loài động vật khác nhau và thậm chí cả đồng loại của chúng. Trong số những kẻ săn mồi nổi bật nhất mà nó chia sẻ môi trường sống, đó chính là sư tử có túi và Quincana. Quincana là một con cá sấu có cùng kích thước và có dạng sống tương tự như Megalania. Vì vậy, các cuộc đối đầu của chúng khá phổ biến. Sự tuyệt chủng và những tin đồn. Cùng với nhiều loài động vật khác đã tuyệt chủng vào cuối thế Pliocene, lý do tuyệt chủng của Megalania có thể liên quan đến con người. Không nhất thiết là con người săn lùng Megalania, mặc dù họ có thể có, mà thay vào đó con người săn lùng những con mồi của nó một cách rộng rãi. Kết quả là Megalania có ít thức ăn hơn, sự khan hiếm đó cũng sẽ ảnh hưởng đến các loài săn mồi đỉnh cao khác, làm giảm nguồn thức ăn và góp phần gây ra sự cạnh tranh. Mặc dù bằng chứng về việc con người săn những loài động vật này còn rất ít, nhưng sự thật là nhiều loài động vật cỡ lớn sinh sống ở Úc bắt đầu biến mất cùng thời điểm con người đến. Một lý do nữa được đề xuất về sự tuyệt chủng của Megalania là khí hậu thay đổi. Sự kết thúc kỷ nguyên Pleistocene là thời kỳ được đánh dấu bằng hoạt động băng hà đáng kể và biến đổi khí hậu toàn cầu. Rất có thể Megalania đã tuyệt chủng do những thay đổi mạnh mẽ về môi trường của nó. Nhiệt độ, động vật hoang dã, động vật ăn thịt và con mồi đều sẽ thay đổi dần dần, đạt đến đỉnh điểm khoảng 11.000 năm trước khi kỷ nguyên kết thúc. Sự kết hợp của những yếu tố này chắc chắn đã góp phần vào sự tuyệt chủng của Megalania. Một số nhà khoa học đã đùa giỡn với ý tưởng hồi sinh Megalania bằng cách tạo phôi với một họ hàng gần còn sống, chẳng hạn như rồng Komodo. Tuy nhiên, rất khó có khả năng một điều như vậy có thể được thực hiện vì không tìm thấy mẫu DNA nào được bảo quản tốt. Có những người tuyên bố đã nhìn thấy Megalania ở New Guinea và Australia, nhưng tất cả những lần nhìn thấy này đều diễn ra sau khi những phần còn lại đầu tiên của loài thằn lằn này được tìm thấy. Vì vậy, chúng chắc chắn là sai. Thêm một video nữa về các sinh vật thời tiền sử đã đi qua với cái tên Megalania, một loài thằn lằn họ kỳ đà được rất nhiều các bạn yêu cầu. Uncheckshare chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này bổ ích, hãy cho chúng mình một like và một đăng ký kênh các bạn nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả hoặc tham gia gói hội viên để nhận được những đặc quyền từ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Như các bạn đã biết, hổ răng kiếm Smilodon từng dìu dắt con người. Đấy, các bạn sẽ nghĩ tôi nói phét để câu tương tác từ các bạn, đúng không? Khoan, hãy bình tĩnh, đừng vội kết luận vì tôi nói sẽ có dẫn chứng, có nguồn tư liệu nghiên cứu rõ ràng cả.
Nhưng trước khi đi vào phần trọng tâm đó, thì chúng ta cũng nên nói qua những thông tin về Smilodon đã. Chuyện kể rằng, trong các loài thú săn mồi thời cổ đại, nổi tiếng bậc nhất phải kể tới những con hổ răng kiếm Smilodon với những chiếc răng nanh dài và vóc dáng vượt trội. Chúng đã trở thành một trong những loài động vật thời tiền sử được biết đến nhiều nhất ngoài khủng long. Thông tin về Smilodon. Smilodon là một chi của phân họ Mechirodon đã tuyệt chủng thuộc họ mèo. Chúng là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất và loài mèo răng kiếm được biết đến rộng rãi nhất. Dựa trên các hóa thạch được khai quật ở Brazil, các nhà khoa học đã phân loại Smilodon thuộc họ Felidae, nghĩa là nó hoàn toàn không liên quan chặt chẽ đến các loài hổ hay mèo hiện đại. Điều kỳ lạ là người ta vẫn gọi chúng là hổ răng kiếm hay cọp răng kiếm. Smilodon sống ở châu Mỹ trong thế canh tân khoảng 2,5 triệu năm đến 10.000 năm trước. Chi này được đặt tên vào năm 1842 dựa trên các hóa thạch từ Brazil. Có 3 loài trong chi được công nhận ngày nay, đó chính là Smilodon gracilis, Smilodon fatalis và Smilodon populator. Hai loài thứ hai có lẽ là hậu duệ của Smilodon gracilis mà chính nó có thể tiến hóa từ chi Megantherian. Loài này sống cách đây 10.000 năm tại khu vực Bắc Mỹ, có đôi chân vô cùng phát triển cùng các cơ bắp và hai chiếc răng nanh dài, sắc như dao cạo. Với những vũ khí chết người này, chúng thường lang thang ở đồng cỏ cao, dùng chiến thuật phục kích để hạ gục động vật khổng lồ. Với chiều dài hơn 2m và cao hơn 1m, một số phân loài hổ răng kiếm có thể nặng tới 250kg. Từ những nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta biết được rằng tất cả các loài Smilodon đều khác biệt so với những loài động vật thuộc họ mèo hiện đại. Ngày nay, hóa thạch của hổ răng kiếm thường được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đồng thời, môi trường sống của các loài mèo lớn còn tồn tại ngày nay trên lục địa Bắc Mỹ đều bị đẩy vào các khu đô thị như Los Angeles. Đặc điểm nổi bật, dễ nhận thấy nhất của hổ răng kiếm là hai chiếc răng nanh có răng cưa dài tới 15cm. Trong khi đó, răng nanh của những loài mèo lớn hiện đại chỉ dài khoảng 5-7cm. Và có một điều thú vị rằng, răng của hổ răng kiếm mọc nhanh hơn 2 lần so với hầu hết các loài mèo hoang dã hiện nay. Khi được 3 tuổi, chúng đã thay răng sữa bằng những chiếc răng nanh đã phát triển đầy đủ có thể dễ dàng xé thịt. Nhưng có một điều rằng, cho dù chúng có hàm răng to và sắc hơn nhiều, nhưng vết cắn của hổ răng kiếm lại có lực yếu gấp 3 lần so với mèo rừng hiện đại. Cùng với đó, người ta cũng tin rằng sư tử và báo đốm đã tiến hóa với cú cắn mạnh hơn để bù đắp cho những chiếc răng nhỏ hơn của chúng. Theo dữ liệu hóa thạch, có thể chúng sẽ là những kẻ săn mồi phục kích tương tự như hổ hiện đại. Nhưng chúng cũng sở hữu tốc độ đủ nhanh và mạnh để có thể tấn công những loài động vật săn mồi khác như sói xám Bắc Mỹ. Có kích thước tương tự như sư tử châu Phi hiện đại, Smilodon cũng có thể đã ăn thịt bò rừng, lưới đất khổng lồ, voi ma mút non, ngựa và lạc đà trong thời đại của mình. Theo nghiên cứu, hổ răng kiếm Smilodon sống trong những môi trường sống khép kín như bụi rậm và rừng rậm, giúp chúng có thể ẩn náu và rình rập để tấn công con mồi. Mặc dù vẫn chưa xác định được liệu hổ răng kiếm có phải là sinh vật xã hội hay không, nhưng nhiều khả năng chúng đã cư xử tương đương với sư tử hiện đại. Những thông tin gần đây, nhiều nhà khoa học đồng ý rằng tuổi thọ của hổ răng kiếm rơi vào khoảng 20 đến 40 năm trong tự nhiên, dựa trên các nghiên cứu từ mẫu hóa thạch. Smilodon dìu dắt con người. Nếu không có hổ răng kiếm thì loài người chưa chắc đã được định hình và hoàn thiện như bây giờ. Đó là giả thiết mới do Alexey Lopatin ở Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đưa ra. Chuẩn phong cách thường thấy của các anh em hành tinh Nga rồi đấy. Theo giả thiết của Alexey Lopatin được đăng tải trên tạp chí khoa học Elementary, họ người cổ đại sống bằng cách nhặt nhạnh thức ăn thừa do Smilodon để lại. Để tránh đụng độ với những con linh cẩu ăn theo hổ răng kiếm, loài người phải học cách nhanh chóng phát hiện ra phần sót lại của xác con mồi và cắt ra từng mảnh để đem cất giấu. Các nhà cổ sinh vật học từ lâu đã biết rằng những động vật họ người, hominidae, bao gồm người, tinh tinh và đười ươi, nhờ có hành vi tập thể mà hoàn thành tốt việc nhặt lại thức ăn thừa của thú ăn thịt. Theo Lopatin còn đưa ra một giả thiết thú vị nữa về sự tiến hóa của loài người liên quan đến hổ răng kiếm. Nói cách khác, chính loài thú răng kiếm đã thúc đẩy động vật họ người tiến bộ. Theo giả thiết mới, họ người ở giai đoạn đầu chưa chuyên sâu vào việc nhặt thức ăn thừa mà thú ăn thịt đã bỏ lại, khẩu phần thức ăn vốn rất đa dạng. Nhưng vào thế hậu Pliocene, khí hậu trở nên khô hơn, khiến thảm thực vật thay đổi và dần dần xuất hiện những loài thú ăn thịt mới.
Họ người cổ đại gồm một số loài khác nhau và trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các loài thì con người buộc phải lựa chọn chuyên ngành hẹp hơn để tồn tại. 2 triệu năm trước, tại các cánh đồng cỏ thưa Savanna, có rất nhiều thú ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương, ngựa, voi, tê giác. Chúng là con mồi của chính Smilodon và sư tử. Do cấu tạo răng đặc biệt, nên Smilodon sau khi ăn con mồi đã để lại rất nhiều thực phẩm cho các động vật ăn theo. Răng của hổ răng kiếm thích hợp để xé toạc lớp da dày của thú ăn cỏ, cắt đứt gân và móc nội tạng nhưng lại không thể giúp lọc thịt bám ở xương. Bởi vậy, các loài động vật ăn theo, trong đó có loài linh cẩu lớn và họ người cổ mới được hưởng lộc rơi lộc vãi. Loài người cạnh tranh quyết liệt với linh cẩu để có mặt sớm nhất bên phần xác con mồi mà Smilodon đã bỏ lại. Bởi phải theo sát những dã thú răng kiếm nên loài người trước hết phải khéo léo để không làm mồi cho chúng. Tiếp theo là phải nhanh chóng cướp lấy phần thức ăn thừa trước khi lũ linh cẩu kéo tới. Kỹ năng lẩn tránh nanh vuốt thú dữ và bản tính cẩn trọng được tôi luyện đó chính là sản phẩm của bộ não phát triển và của hành vi tập thể. Linh cẩu buộc phải lựa chọn lối sống chủ yếu về đêm, trong khi con người hoạt động vào ban ngày. Linh cẩu thua trong cuộc cạnh tranh với con người vì không có khả năng chạy thật nhanh bởi hai chân sau ngắn và bản tính thì thiếu kiên trì. Căn cứ vào dấu răng để lại trên xương của động vật móng guốc sống cách đây 2 triệu năm được tìm thấy ở hang đá Olduvai thì ta thấy thú răng kiếm vinh dự xơi thịt con mồi trước tiên, tiếp theo là con người và cuối cùng mới là linh cẩu. Ngoài ra, do chế độ được công cụ xẻ thịt con mồi nên loài người có khả năng chia nhỏ thức ăn để đem đi cất giấu. Khả năng cắt xé con mồi quyết định sự sống còn của loài người. Vào thời kỳ đầu định hình của loài người hoạt động chế tác công cụ đi theo hướng này, những công cụ bằng đá cổ nhất được tìm thấy ở Ethiopia có niên đại 2,6 triệu năm. Do phải cạnh tranh thức ăn và chống đỡ sự tấn công của linh cẩu, nên ở con người dần dần hình thành hành vi hung tợn để rồi từ bỏ thân phận nhặt thức ăn thừa và chuyển sang chiến lược chủ động đi săn. Để đạt được điều này, con người phải củng cố hành vi tập thể và hoàn thiện vũ khí, chính là mũi lao nhọn. Lúc này, đối thủ cạnh tranh của loài người không phải ai khác và là linh cẩu nữa mà chính là những con thú ăn thịt lớn. Khi song song tồn tại cùng với hổ răng kiếm thì vũ khí của loài người còn khá thô sơ, thuộc công nghệ Olduvai khoảng 1,5 triệu năm trước. Sau khi những con thú răng kiếm bị tuyệt chủng thì loài người đã có các vũ khí tinh xảo và sắc nhọn hơn, chiếm ưu thế trước mọi động vật khác. Tuyệt chủng. Cùng với nhiều loài động vật có vú lớn của thế canh tân, Smilodon đã tuyệt chủng 10.000 năm trước trong sự kiện tuyệt chủng kỷ đệ tứ Quaternary, cùng thời điểm sư tử Mỹ Panthera atrox cũng đã biến mất cách đây 10.000 năm. Trong khi đó, nhân vật nổi tiếng của kỷ băng hà là voi mammut đã tuyệt chủng chỉ 4.000 năm trước. Sự tuyệt chủng của loài này được cho là có liên quan đến sự suy giảm của các động vật ăn cỏ lớn bị thay thế bằng những loài ăn cỏ nhỏ và nhanh nhẹn hơn như hươu. Do đó, Smilodon có thể đã quá thích ứng trong việc đi săn những con mồi lớn và không thể thích nghi để săn những con mồi mới. Các giải thích khác bao gồm biến đổi khí hậu và cạnh tranh với con người, khi lúc đó con người đã di cư đến châu Mỹ khoảng 14.000 năm trước, hoặc sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng nhau đem đến sự tuyệt chủng của nhiều loài vật nói chung, thay vì sự tuyệt chủng của riêng loài mèo răng kiếm. Sự nổi tiếng của chú mèo bự này là không thể chối cãi. Logo của đội khúc con cầu trên băng Nashville Predator vốn dĩ cũng là lấy cảm hứng từ hổ răng kiếm. Sau khi răng kiếm của một con hổ răng kiếm đã được tìm thấy gần khu vực của Amsar Center trong quá trình khai quật, trong bộ phim Năm 10.000 trước công nguyên, chúng ta thấy trong phim có một con Smilodon rất lớn. Chưa thấy thì hãy xem phim nhé. Nó được tạo hình dựa trên một con hổ lai giữa hổ và sư tử. Tiếng gầm của nó là hiệu ứng âm thanh kết hợp giữa tiếng gầm của hổ và sư tử đấy. Vừa rồi là những thông tin thú vị về Smilodon, loài hổ răng kiếm được ví von là đã dìu dắt con người thành nhân. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo nhé, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình trong tương lai. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm về chủ đề nào, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Uncheck Share sẽ làm video phục vụ cho mọi người. Còn bây giờ, hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cá mập là loài mà con người đã biết đến từ lâu. Chúng được xem như quái vật của đại dương và loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn nơi biển cả hiện tại. Nhưng hàng triệu năm về trước, có một loài cá mập còn đáng sợ hơn chúng gấp nhiều lần. Loài cá mập được coi là lớn nhất từng sống trên trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên.
Chúng đã tung hoành ở các đại dương từ khoảng 28 triệu năm cho đến tầm 1,6 triệu năm trước, là nỗi khiếp sợ cho mọi sinh vật rơi vào tầm ngắm của chúng, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng ở kỷ Pleistocene. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh vật thời tiền sử số 11, Megalodon, quái vật biển sâu và sự tuyệt chủng bí ẩn chưa lời giải. Chúng ta biết gì về Megalodon? Megalodon có nghĩa là răng lớn từ tiếng Hy Lạp cổ đại, là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng thuộc lớp cá sụn, sống cách đây khoảng 15,9 đến 2,6 triệu năm vào thời kỳ Đại Tân Sinh. Việc phân loài của Orthodus Megalodon là đề tài tranh luận trong gần một thế kỷ và vẫn chưa thống nhất. Có hai phân loại Carcharodon Dotodus Megalodon và Orthodon Megalodon. Do đó, danh pháp khoa học của loài này thường được giản lược thành Orthodus Megalodon trong văn hóa đại chúng. Megalodon được xem là một trong những động vật có xương sống lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử tự nhiên, có lẽ từng có tác động lớn đến cấu trúc của đời sống đại dương. Ước tính mới đây cho rằng, loài cá mập khổng lồ này có thể đạt chiều dài từ 15,9 m, nặng 51 tấn và 17,3 m, nặng 65,6 tấn. Cá thể lớn nhất được ước tính dài tới 20,3 m và nặng 106 tấn cũng cho thấy nó có phạm vi phân bố toàn cầu. Các nhà khoa học cho rằng Megalodon có bề ngoài to lớn như phiên bản khổng lồ của cá mập trắng lớn, Carcharodon carcharias. Megalodon tồn tại lâu hơn gần 70 lần so với con người hiện đại khi chúng đã sinh sống trên đại dương khoảng 20 triệu năm. Theo nhiều nghiên cứu, chìa khóa cho sự thống trị lâu dài của những con cá mập này có lẽ là kích thước gần như bất khả chiến bại của chúng. Megalodon thích sự ấm áp. Trong thời gian tồn tại, nó săn mồi ở những vùng biển nông, ấm, bao phủ phần lớn hành tinh. Răng của chúng đã được tìm thấy ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Megalodon là động vật săn mồi hàng đầu. Nó ăn các loài động vật biển có vú lớn khác như cá heo và cá voi. Nó thậm chí có thể đã ăn thịt những con cá mập khác. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng Megalodon sẽ tấn công đầu tiên vào đuôi của động vật có vú để ngăn chúng bơi đi. 276 chiếc răng của chúng chính là công cụ hoàn hảo để xé thịt. Sát thủ máu lạnh nhưng mang máu nóng. Loài cá mập khổng lồ Megalodon từng là kẻ săn mồi nguy hiểm của đại dương cổ đại. Với những chiếc răng cưa dài tới 18cm, có thể xé nát bất cứ một con mồi nào dưới lòng biển. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra rằng bằng chứng từ men răng xác nhận Megalodon là loài máu nóng, một đặc điểm góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. Các nhà khoa học đã tìm thấy câu trả lời khi phân tích các hóa thạch răng của các loài cá mập cổ đại này. Kết quả phân tích giúp xác định được nhiệt độ mà các khoáng chất giống như trong men răng được hình thành. Thành phần trong răng hóa thạch có thể cung cấp thêm thông tin về nơi sống và thức ăn của loài Megalodon. Các nhà nghiên cứu ước tính, một con Megalodon có thể dài từ 15 đến 20 mét, với nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 27 độ C, duy trì ở mức cao hơn khoảng 7 độ C so với nhiệt độ nước biển xung quanh. Điều này dường như đã giúp cho Megalodon trở thành một kẻ săn mồi mạnh mẽ, có thể tiêu hóa tốt thức ăn và quan trọng là chịu được môi trường nước lạnh, giúp chúng mở rộng phạm vi di chuyển ra gần như tất cả các vùng biển trên toàn thế giới. Hầu hết, các loài cá đều là động vật máu lạnh với nhiệt độ cơ thể phù hợp với nhiệt độ nước xung quanh. Chỉ có một số ít thuộc loài máu nóng có khả năng tự sản sinh ra nhiệt lượng mà cơ thể cần, ví dụ như loài cá mập trắng. Với đặc tính máu nóng, loài Megalodon có thể đã thích nghi dễ dàng hơn trong điều kiện nước mát và là một trong những động lực chính thúc đẩy kích thước khổng lồ và năng lực săn mồi tổng thể của nó. 5 nhát cắn hạ gục cá voi. Trong khi con người đã được đo để có lực cắn khoảng 1.317 N, các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng Megalodon có lực cắn trong khoảng 108.514 đến 182.201 N. Nó lớn tới mức có thể cắn nát một chiếc xe ô tô. Cá mập Megalodon liên tục rụng và mọc lại răng trong suốt cuộc đời của nó. Có khoảng 40.000 chiếc răng trước khi chết, 276 chiếc răng trong miệng sẽ luôn được nguyên vẹn vào bất cứ một thời điểm nào. Vết cắn của Megalodon mạnh nhất so với bất cứ một loài động vật nào. Các vết cắn này được ước tính mạnh hơn ít nhất 6 lần so với vết cắn của khủng long bạo chúa T-Rex và mạnh hơn bất kỳ loài động vật nào đã biết. Trên thực tế, Megalodon có thể dễ dàng nuốt trọn một con cá mập trắng. Miệng của chúng có thể mở từ 1,8 mét và nó có dung tích dạ dày khoảng 9,6 mét khối.
Từ những số liệu này, nhóm nghiên cứu suy ra rằng một con mồi có chiều dài khoảng 8 mét bằng kích thước của một con cá voi sát thủ trưởng thành và con cá voi này có thể bị Megalodon tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong 5 nhát cắn. Lượng calo của một bữa ăn như vậy sẽ đủ để duy trì cho Megalodon hoạt động trong 2 tháng khi nó bơi trên các đại dương của trái đất. Điều này cũng cho thấy sự biến mất của Megalodon khỏi các đại dương trên trái đất có thể thay đổi hệ sinh thái dưới đáy biển, đáng kể hơn những gì mà khoa học đã biết. Sự tuyệt chủng bí ẩn. Nhà khảo cổ học Kensho Shimada của Đại học DePaul, bang Chicago nhận định nguyên nhân khiến loài này tuyệt chủng có thể chính là do máu nóng khiến chúng phải nạp lượng lớn thức ăn để duy trì quá trình trao đổi chất cao. Đối với một loài động vật to lớn như vậy, việc phải liên tục sử dụng quá nhiều năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể có thể đã góp phần khiến nó suy tàn khi khí hậu thế giới thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho biết thời điểm tuyệt chủng của Megalodon trùng với thời điểm nhiệt độ trái đất đang lạnh đi. Việc Megalodon biến mất vĩnh viễn cho thấy khả năng dễ bị tổn thương của loài máu nóng, vì loài máu nóng đòi hỏi lượng thức ăn liên tục để duy trì quá trình trao đổi chất mạnh. Rất có thể đã có một sự thay đổi trong hệ sinh thái biển do khí hậu lạnh đi, khiến mực nước biển giảm xuống, làm thay đổi môi trường sống của các quần thể, các loại thức ăn của Megalodon như động vật có vú sống ở biển và dẫn đến sự tuyệt chủng của loài siêu cá mập này. So với các loài săn mồi đỉnh cao khác, Megalodon lớn hơn nhiều và do đó dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi về quần thể con mồi. Những tìm hiểu thêm về cá mập cổ đại vẫn có thể giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà các loài động vật biển tương tự phải đối mặt ngày nay. Một trong những ý nghĩa lớn của nghiên cứu này là nó làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của những kẻ săn mồi lớn ở đỉnh chuỗi thức ăn, chẳng hạn như cá mập trắng lớn hiện đại. Vẫn còn nhiều người tin chúng còn tồn tại. Như đã nói, Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 1,6 triệu năm trước, nhưng vẫn có khá nhiều người không đồng ý với kết luận này. Họ vẫn tin rằng chúng vẫn tồn tại. Không may là một vài tài liệu có sử dụng cảnh quay giả đã thuyết phục nhiều người tin rằng Megalodon lẩn trốn trong đại dương. Vậy nên ta hãy cùng nhìn các lập luận thường thấy và hy vọng có thể đạt được một kết luận hợp lý. Đầu tiên, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Megalodon còn sống. Sau đó, chúng ta đều biết không có bằng chứng không có nghĩa là bằng chứng không có, dẫn tới một lập luận như sau. Không tìm được bằng chứng cho thấy Megalodon còn sống, nhưng không có nghĩa là bằng chứng không có là chúng không tồn tại. Hãy nhìn theo khía cạnh khác, rất khó để chứng minh thứ gì đó không tồn tại, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng Megalodon vẫn luẩn quẩn đâu đó ngoài đại dương. Có rất nhiều nhân chứng mô tả về những con cá mập khổng lồ trong lịch sử, thậm chí cả hình ảnh. Một trong những hình ảnh đặc biệt gây nhiều tranh cãi chính là hình ảnh chiếu trong bộ phim tư liệu của kênh Discovery Channel. Đó thực chất là một hư cấu, cho thấy khoảng cách từ vây lưng và vây đuôi của một con cá mập bên cạnh ở một chiếc tàu ngầm trải dài tới tận 64 feet. Hình ảnh này là giả. Tư liệu này thật sự chỉ là mockumentary, là phim tài liệu viễn tưởng. Điều đó được đính chính tại một từ chối trách nhiệm lúc hết phim. Thêm nữa, 64 feet tức gần 20 mét là hoàn toàn lớn hơn chiều dài toàn thân được ước lượng của Megalodon, mà đây chỉ là từ vây lưng đến vây đuôi thôi đó. Những nhà khoa học trong ngoặc kép xuất hiện trong tư liệu được mang tên Megalodon cá mập khổng lồ còn sống cũng chỉ là diễn viên mà thôi. Phác thảo của cá mập khổng lồ trôi dạt vào bờ biển nhiều năm trước, hầu như là của cá mập trắng lớn và cá mập tắm nắng Barking Shark, được thổi phồng lên quá mức. Không thể nào xem bản phác họa như là một bằng chứng được. Khoa học không phải giải quyết vấn đề như vậy. Bản thân các nhân chứng cũng không đáng tin cậy, nhất là khi họ thấy động vật đang thối rữa và phân hủy. Với một số người thiếu kinh nghiệm, không được đào tạo thì cá nhắm voi hay Barking Shark nhìn giống như một con cá mập lớn màu trắng. Đây là một sai lầm thường gặp. Một số phát hiện khoa học bất ngờ đã làm tăng lên niềm tin rằng Megalodon vẫn tồn tại. Cá vê tay Coelacanth và cá mập miệng rộng Megamouth Shark. Cá vê tay là loài cá cổ đại được cho đã tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 65 triệu năm trước. Tuy nhiên, đáng mừng cho cộng đồng khoa học là chúng được phát hiện vào năm 1938 và 1952. Từ đó trở đi, chúng được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Cá vê tay thực chất cũng khó bắt gặp vì chúng sống dưới độ sâu lớn, hầu hết thời gian chúng sống trong các hang động. Chỉ do chúng ta đã sai về cá vê tay không có nghĩa là Megalodon còn sống. Cá mập thường rụng răng, nhưng chúng ta chưa tìm thấy cái răng nào của Megalodon cho thấy chúng vừa rụng. Một ý kiến khác thỉnh thoảng cũng xuất hiện, liệu Megalodon đang ẩn náu dưới đáy biển sâu thẳm, thoát khỏi tầm phát hiện của chúng ta? Dựa vào những nghiên cứu đã được đưa là mình xin trả lời chắc chắn, không rồi đó.
vì những bằng chứng hóa thạch của chúng giúp ta biết chúng có một kích thước và rất thích vùng nước đông, ấm và sống ở khu vực có nhiều con mồi lớn để duy trì dân số. Chúng cũng dùng các bãi biển để sinh sản. Hơn nữa, có giả thuyết nghĩ rằng một trong những yếu tố làm cho chúng tuyệt chủng là sự di cư của con mồi xuống tầng nước lạnh hơn, dẫn đến hạn chế thức ăn của mình. Chúng không thể thích nghi với cuộc sống ở tầng nước sâu. Ở đây mình nói là độ sâu thực sự sâu, làm chúng ta không thể tìm được chúng. Con người chỉ mới khám phá được phần rất nhỏ của các đại dương, chính xác hơn là 5% trong số 71% đại dương trên hành tinh. Đó là một sự thật. Nhưng số lượng rất lớn sự sống dưới biển gần như ở vài trăm mét đầu tiên, nơi mà ánh sáng có thể chiếu tới. Dưới khoảng đó, sự sống trở nên cực kỳ khắc nghiệt và động vật kích thước lớn rất hiếm. Megalodon thì khổng lồ và cần khẩu phần ăn từ các loài vật lớn. Vậy thì có thể Megalodon không tuyệt chủng mà tiến hóa theo một dạng nhỏ hơn, phù hợp với cuộc sống dưới đáy sâu thì sao? Và đó không phải là Megalodon nữa rồi. Thậm chí nếu bằng cách nào đó chúng ẩn náu dưới đáy biển sâu như một loài mực khổng lồ. Nhưng mình muốn lặp lại một lần nữa, Megalodon là quái vật khổng lồ. Chúng ta sẽ tìm thấy nếu chúng thật sự còn sống. Chúng sẽ cắn phập, xé xác các con cá mập lớn và cá voi. Ta sẽ thấy vết răng, vết sẹo lớn trên cá voi do bị tấn công bởi một con quái vật biển lớn nhất trong lịch sử. Sẽ là một cảnh tượng ngoạn mục, nhưng thật không may sẽ không ai thấy được điều đó đâu. Mình tin rằng hầu hết mọi người đều biết Megalodon đã tuyệt chủng và tin vào điều đó. Nhưng với số ít còn lại vẫn tin loài này vẫn còn sống. Nhưng sau video này, Unchecked mong là sẽ đủ sức thuyết phục các bạn rằng khoa học chứng minh Megalodon đã không còn tồn tại. Sẽ ra sao nếu chúng không tuyệt chủng? Đã nói đến đây rồi mà vẫn còn bạn nào nhất quyết tin rằng Megalodon chưa tuyệt chủng thì mình cũng muốn chèn vào thêm thư mục này cho nó đúng quy trình. Nếu loài Megalodon vẫn còn tồn tại, chắc chắn chúng sẽ không sinh sống tại dãy Mariana như trong suy đoán của nhiều người. Đó là bởi vì loài cá mập thời tiền sử này rất ghét những vùng nước lạnh. Bằng chứng hóa thạch từ Megalodon cho thấy chúng thích vùng nước đông hơn, ấm hơn và sẽ có những khu vực sinh sống đầy rẫy những con mồi lớn cần thiết để duy trì quần thể. Và rất có thể nơi sinh sống của chúng sẽ là vùng biển Địa Trung Hải và Caribe hoặc các bờ biển của Úc và California ở Mỹ. Nếu những kẻ săn mồi này xuất hiện, chúng có thể sẽ phá hỏng những kỳ nghỉ trên bãi biển của con người. Nhưng nếu chúng phát hiện bạn đang bơi trong đại dương, chúng sẽ không tấn công ngay lập tức. Điều này là do kích thước của con người quá nhỏ bé khi so với chúng. Ước tính loài cá mập khổng lồ này cần tiêu thụ ít nhất 1,2 tấn cá mỗi ngày, một con số quá khủng khiếp đúng không nào? Để đạt được mục tiêu về lượng calo, chúng có thể sẽ tấn công các loài động vật có vú ở biển như cá voi và cá heo. Vì vậy, con người chắc sẵn không phải là mục tiêu tấn công được ưu tiên của chúng rồi. Ngay cả khi con người không phải là con mồi ưu tiên của loài cá mập khổng lồ này, thì sự thèm ăn to lớn của chúng sẽ gây hại cho chúng ta theo những cách khác. Với sức ăn khổng lồ của loài cá mập này, chắc chắn số lượng cá của đại dương sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Theo đó, ngành đánh bắt cá sẽ bị thiệt hại lớn. Cho tới tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao loài cá mập Megalodon lại biến mất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng có nhiều suy đoán cho rằng có thể là do biến đổi khí hậu khiến cho các đại dương trở nên quá lạnh đối với chúng. Một trong những yếu tố có thể góp phần vào sự tuyệt chủng là sự di cư của con mồi đến vùng nước lạnh hơn, làm giảm đi lượng thức ăn của chúng. Thứ duy nhất tồn tại của cá mập Megalodon đến ngày nay chính là những chiếc răng hàm. Những chiếc răng có chiều dài lên tới 18 mét và đường kính hàm răng hơn cả chiều cao của một người trưởng thành. Những nghiên cứu về loài quái vật đáng sợ bậc nhất này vẫn sẽ còn tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo nhé để không bỏ lỡ những nội dung mới của chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!